Anh thích ăn đồ em nấu. Việc bộ phim phủ sinh khởi quay đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả cũng lại vì có sự góp mặt của Thương Xuyên nên nó đã trở thành một trong những bộ phim truyền hình dài tập được kỳ vọng nhất. Vì vậy, công ty Hoàn Gia Media đã đầu tư vào đây một khoản lớn tiền của và nhân lực. Vậy nên việc Thương Xuyên muốn hủy hợp đồng đã trở thành trận phong ba hoàn toàn đẩy Hoàn Gia vào tầm ngắm của khán giả chuyện này vừa nảy sinh đã bung bét, sau đó được đồn ẩm ý khắp nơi. Nói về lý do của việc hủy hợp đồng, rất nhiều phương tiện truyền thông đưa ra lý do rằng trong quá trình quay phim, phủ sinh. Thường xuyên đã nhiều lần gặp phải những trải nghiệm không vui vẻ, đồng thời cho rằng hoàn gia đã vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của hợp đồng. Cụ thể và chi tiết về việc họ vi phạm thế nào và vi phạm khoản gì thì chưa được liệt kệ tỉ mỉ những người ầm ĩ gào thét nhất phải kể đến các fan của Thương Xuyên, có thể nói là đồng loạt dẫy đành đạch khiển trách hoàn gia media ức hiếp người quá đáng. Bởi vì các fan cho rằng Thương Xuyên xưa nay vẫn là một người tính tình ôn hòa, nhã nhặn, không dính vào các chuyện thị phi, xây dựng hình tượng một diễn viên thực lực. Nếu không vì đối phương thái quá gây khó dễ, Thương Xuyên nhà họ đã chẳng đi tới bước đường hủy hợp đồng tổng giám đốc của hoàn gia đích thân vội vã tới Skyline. Rõ ràng chuyện thương xuyên gây rối đã khiến áp lực dồn lên hoàn gia tăng đột biến. Ngay cả một người đã nhiều năm sống trong showbiz như vị tổng giám đốc này cũng không lường trước được tính nghiêm trọng của vấn đề, để giờ đây phải tới cầu xin sự trợ giúp. Phạm vi công việc của tưởng Ly không có sự giao thoa nào với hoàn gia, thế nên cô không quyền tham dự buổi họp sau khi trở về nhà việc đầu tiên cô làm là lên mạng tra cứu một lượt nguyên nhân cũng như hậu quả của việc hủy hợp đồng lần này cô không phát hiện được tình hình tiến triển mới nhất nhưng giữa cuộc chiến nước bọt của cộng đồng mạng lại có mấy dòng bình luận đã khiến tưởng ly thấy kỳ lạ nó có liên quan tới bộ phim phù sinh có người nói bộ phim này thật ra rất kỳ quái, năm xưa khi lần đầu tiên bộ phim được khởi quay, nam chính hình như cũng đã trở mặt tỏ thái độ bất mãn với phía nhà sản xuất. Phải nói rằng bộ phim Phù Sinh quả thật là một truyền kỳ, nó chính là một tác phẩm đã sống trong lòng công chúng của cả một thế hệ. Chuyện này vẫn phải kể từ bộ tiểu thuyết nguyên tác Phù Sinh. Năm xưa, bộ tiểu thuyết này có thể nói là nổi tiếng từ Bắc chí Nam tác giả của nó cũng dựa vào bộ tiểu thuyết này để nhảy vọt lên, thành công. Tạo dựng được một sự nghiệp sáng tác huy hoàng cho riêng mình. Cho tới bây giờ, nó vẫn đang được tái bản nhiều lần với nhiều phiên bản khác nhau. Tiểu thuyết nổi tiếng là thế, vậy nên năm xưa bộ phim truyền hình truyền thế cũng nóng dần dần. Nhưng sự nổi tiếng của một bộ phim truyền hình trung quy vẫn khác tiểu thuyết. Rõ ràng là tuổi thọ của một bộ tiểu thuyết luôn lâu dài hơn, còn bộ phim truyền hình năm đó thì cũng chỉ có thể xây dựng tượng đài trong lòng người hâm mộ thời bấy giờ mà thôi. Thường thì trước khi các bộ phim hot được làm bản mới, các phiên bản cũ đều được hâm nóng trở lại. Nhưng bản cũ của Phù Sinh quả thật đã quá lâu rồi. Thời đại ấy mạng xã hội hoàn toàn chưa phát triển, muốn lưu giữ các thông tin truyền hình phim ảnh một cách hoàn chỉnh gần như là không thể thế nên những thứ mọi người tìm kiếm được trên mạng chỉ là vài phiên đoạn chắp ghép tưởng ly cũng từng tìm kiếm thông qua rất nhiều các nguồn khác nhau nhưng các thông tin cô có được nhiều nhất hầu như cũng chỉ xoay quanh diễn viên nam diễn viên chính của phiên bản năm xưa tên ngô trùng một nghệ sĩ có tiền đồ nhất thời bấy giờ nói theo cách của bây giờ thì đó chính là một tiểu thịt tươi làm rung động biết bao trái tim thiếu nữ và phụ nữ anh ấy đóng không nhiều phim nhưng bộ phim nào cũng nhận được rất nhiều lời khen nhất là cho vai diễn của anh ấy trong phủ sinh. Chỉ tiếc là anh ấy bạc mệnh, đây cũng là nguyên nhân tới nay các thông tin về anh ấy trên mạng càng ngày càng hiếm hoi trang. Năm xưa nữ chính của phủ sinh là một diễn viên trẻ, hình như cũng đã giải nghệ ngay sau khi đóng xong phủ sinh, nên các thông tin về cô ấy trên mạng lại càng ít đến đáng thương thế nên về thông tin trên mạng nói năm xưa trong quá trình quay phim nam chính cũng từng phát sinh mâu thuẫn với đoàn phim tưởng ly cha rất lâu mà vẫn không tìm ra nhưng chỉ là cô vẫn âm thầm cảm thấy có điều gì không ổn rõ ràng chỉ là quan điểm của thiểu số cô lại cảm thấy trong mơ hồ có một sự liên hệ nào đó con gái nghĩ mọi chuyện có lúc dựa vào trực giác tưởng ly tin tưởng vào trực giác của mình mấy năm nay tuy rằng cô ở thương lăng nhưng cũng coi như là một người đã đi khắp trong nam ngoài bắc xuyên qua nơi hoang vu thâm nhập nơi mênh mông từng đắm mình xuống biển sâu từng thám hiểm nơi sa mạc những nơi ấy thường không một bóng người thế nên những trải nghiệm tàn khốc nhất cô gặp phải thường là thử thách của tự nhiên vài lần đối mặt với sinh tử thứ cô dựa vào đều là trực giác lúc trời nhá nhem tối tưởng ly gọi điện tới cho thương xuyên nhưng được thông báo là tắt máy Cô cũng không liên lạc được với người quản. Lý lại biết tin từ sáng sớm nay Thương Xuyên đã rời khỏi đoàn làm phim. Suy đi tính lại cô bèn tới thẳng chỗ ở của Thương Xuyên. Cô gõ cửa rất lâu nhưng không có ai. Cuối cùng, cô gửi cho một tin nhắn thoại cho cậu ta, rồi để phòng vạn nhất, cô lại viết thêm một tờ giấy kẹp vào khe cửa nhà, bảo cậu ta đọc xong nhất định phải liên lạc với cô ngay. Sau khi khổ sở làm xong từng ấy việc và trở về nhà, cũng đã hơn 8 giờ. Tưởng Ly vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên, cô không biết giờ này Lục Đông Thâm đã họp xong chưa. Sợ làm phiền tới anh, cô bèn gọi vào di động của Dương Viễn. Ngược lại, đối phương bắt máy rất nhanh. Xung quanh hơi ồn ào, có tiếng người đang nói chuyện thỏ thẻ dịu dàng. Anh đi công tác đấy à? dương viễn hình như vừa rời ra xa khỏi bàn tiệc đúng thế hôm nay là ngày khai trương giang nam xuân tôi và lục khởi bạch đã cùng tới tô châu có chuyện gì vậy tưởng ly nói về chuyện thương xuyên đòi hủy hợp đồng và hỏi xem anh ấy có biết nội tình gì không dương viễn nghe xong liền ai oán chuyện này cô hỏi thẳng lục đông thâm là được mà em gái à bây giờ anh đây đang ở xa với không tới nói phí lời gì vậy Chẳng phải vì tôi sợ quấy dày tới công việc của anh ấy sao? Và lại anh đường đường là phó tổng, tập đoàn xảy ra chuyện anh cứ thản nhiên như không là sao? Dương viễn thở dài, tập đoàn từ trên xuống dưới còn biết bao nhiêu là việc chút chuyện của thương xuyên thì có đáng là gì? Có lục đông thâm đích thân giải quyết còn xảy ra vấn đề gì được? Còn nữa, tôi bắt buộc phải sửa lại lỗi logic của cô. Tôi là phó tổng giám đốc chứ không phải là trợ lý lục đông thâm quyết định chuyện gì làm sao tôi biết ngay trong vòng một nốt nhạc chứ thế thì cần anh có ích gì tưởng ly nghiến răng ở đầu kia dương viễn khúc khích thế này đi cô cho tôi chút lợi lộc hối lộ tôi một ít từ nay về sau tôi sẽ giúp cô trông chừng mọi nhất cử nhất động của lục đông thâm tưởng ly cười khẩy chẳng nói chẳng rằng lập tức ngắt máy cô đang định gọi điện cho cảnh ninh thì chuông cửa vang lên cô mở cửa ra là lục đông thâm có lẽ anh họp xong đã tới thẳng đây, cà vạt còn chưa kịp tháo. Tưởng Ly không ngờ giờ này mà anh vẫn đến, vội vàng lấy dép lê cho anh thay. Thay xong giày, Lục Đông Thâm đi vào trong nhà, nói với cô, lát nữa anh vẫn phải quay lại công ty. Hà, Tưởng Ly sững người, vậy anh còn tới đây một chuyến làm gì? Lục Đông Thâm xoa đầu cô, xin bữa cơm. Tưởng Ly cố tình làm ra vẻ kinh ngạc tổng giám đốc lục theo em được biết các đầu bếp trong khách sạn Skyline đều được mời từ nước ngoài về với mức lương không? Hề thấp thì phải, cùng lắm thì ở trên tầng của trụ sở Skyline vẫn có nhà hàng mà. Anh thích ăn đồ em nấu. Lục đông thâm ngồi trên sofa, nới lỏng cà vạt, rang rộng hai cánh tay, gác lên hai bên ghế, giống như một con chim ưng đang trải rộng cánh những múi cơ bắp của anh cuộn trào, nổi bần bật trên lớp sơ mi. Tưởng Ly mím môi cười, hỏi anh, thế anh muốn ăn gì nào? Em làm món gì anh ăn món đấy? Lục Đông Thâm cười nói. Vậy thì sẽ khiến anh hối hận vì đi chuyến này rồi, trong nhà em giờ chỉ còn dưa mặn và ô tô sao? Nói rồi, tưởng Ly thoát một cái đã chạy vào trong bếp. Sao một dạng như bánh bao chiên dạng nón nhồi nhân bên trong, làm bằng bột ngô? Trước sau chưa đầy 20 phút, tưởng ly đã lại từ trong bếp đi ra. Lục đông thâm đã nằm trên sofa rồi, nhắm nghiền mắt, hơi thở nhịp nhàng. Tưởng ly khẽ khàng bước tới bên cạnh anh, ngồi xuống tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt anh. Vậy là đã ngủ rồi ư? Nhìn những đường nét trên mặt anh trông có vẻ mọi mệt, nếu anh ngủ được cũng coi như là chuyện tốt. Cô chống tay lên mặt, giỏng tay lắng nghe, hơi thở cũng không nặng nề lắm, chắc là anh chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi chăng. Khuôn mặt anh thật là ưa nhìn, đôi mi của anh thật là dài. Bỗng nhiên cô ngứa tay, muốn bứt ra vài sợi để so với lông mi của mình. Cô phát rồi, chuẩn bị chạm vào khuôn mặt điển trai của anh thì anh bỗng nhiên mở mắt nhìn thấy đôi tay đang lơ lửng trên không trung ngay trước mặt mình, anh cười hỏi, cô nương có ý gì đây? Có ngon hay không phải xem khẩu vị của riêng em, thử một lần chẳng phải là biết ngay sao?" Tưởng Ly bị bắt tại trận nhưng vẫn không hề xấu hổ hay tức giận, tay cô đổi hướng túm chặt lấy chiếc cà vạt hơi lỏng của anh, "Em đang định gọi thánh tăng dậy ăn cơm đây." Lục Đông Thâm theo đà sức tay cô ngồi bật dậy, giơ tay túm lại cà vạt rồi kéo cô vào lòng mình, "Là định gọi thánh tăng dậy ăn cơm hay định ăn thịt thánh tăng hả?" "Thịt của thánh tăng có ngon không?" Lục Đông Thâm cười khẽ, "Có ngon hay không phải xem khẩu vị của riêng em, thử một lần chẳng phải là biết ngay sao?" Tưởng Ly sát lại gần anh, cọ cọ mũi mình lên người anh, "Anh mà là thánh tăng cái nỗi gì, rõ ràng là tên gian thương khoác áo cà sa, trên người từ trên xuống dưới toàn mùi chi phiếu." Lục Đông Thâm phá lên cười sảng khoái, "Hai món mặn, một món canh, đơn giản mà tinh tế." cải ngọt xào nhạt thịt gà mềm xào lan canh măng ngoài ra kèm thêm một bát cơm trong tủ lạnh còn lại những món này coi như anh may mắn đấy nếu không sẽ thật sự chỉ được ăn uống vớ vẩn thôi tưởng ly ngồi đối diện với anh rót một cốc sữa rồi cùng anh ăn cơm bữa trưa lục đông thâm cảm thấy không ngon miệng về tới công ty lại bận tối mắt tới tận khuya đến bây giờ anh quả thực cũng đói rồi anh ăn say xưa ngon miệng nhưng cho dù có đói đến mấy, anh cũng không nhồm nhòm như hổ vồ. Tưởng Ly quan sát anh mà lòng thầm cảm thán. Người này từ nhỏ sống trong lục môn, phải được nhận một sự giáo dục nghiêm khắc tới mức nào mới có rèn luyện được một tính cách bình tĩnh và chín chắn như vậy. Lát nữa anh về công ty lại phải họp tiếp sao? Tưởng Ly chống tay lên cầm hỏi. Lục Đông Thâm uống một ngụm canh, không cần họp nữa, đêm nay phòng quan hệ ngoại giao sẽ tăng ca xuyên đêm để khởi động phương án đối phó gấp. Anh sẽ đích thân về công ty theo dõi. Tưởng Ly sừng sốt vì chuyện của thương xuyên sao? Đúng vậy, cảm giác hoang mang xoay tròn trong lòng từ lúc nãy giờ lại dâng lên. Tưởng Ly đăm chiêu, đường đường là một tổng giám đốc lại phải đích thân theo dõi phương án giải quyết cấp bách có thể thấy được tính nghiêm trọng của sự việc này rốt cuộc cậu ta hủy hợp đồng vì lý do gì lục đông thâm giải thích ngắn gọn cậu ta cho rằng trong thời gian thực hiện hợp đồng phía đối tác cũng có nghĩa là công ty hoàn gia media có hành vi lừa dối hành vi lừa dối gì tưởng ly sững người lục đông thâm cười đây chẳng qua chỉ là một cái cớ mà các nghệ sĩ vẫn quen lôi ra thôi hình như em nghe nói hợp đồng ban đầu thương xuyên ký với hoàn gia là hợp đồng dài hạn đúng không phải Lục Đông Thâm, gấp thức ăn, thế nên lúc đó hoàn ra mới đầu tư cả một lượng lớn tiền bạc và nhân lực. Tưởng Ly đăm chiêu suy nghĩ rồi lại hỏi, chẳng phải cậu ta còn là hình tượng đại diện cho Skyline hay sao? Làm thế này thì mục đích thật sự của cậu ta chính là muốn hủy bỏ việc hợp tác với Skyline. Lục Đông Thâm nói chúng trọng điểm. Tưởng Ly không hiểu, trước mắt Thương Xuyên đúng là nghệ sĩ hạng A, nhưng việc hợp tác với tập đoàn Skyline cũng là việc rất nhiều ngôi sao hạng A muốn giành được mạp, phải không? Thương Xuyên này rốt cuộc đang dở trò gì chứ? Lục Đông thâm ngẫm nghĩ, phải chăng vì có sự tham gia của bên thứ ba, thế nên cậu ta mới không biết sợ? Đây có vẻ là một lý do bình thường nhất. Nhưng Tưởng Ly cảm thấy Thương Xuyên không giống một người như vậy, thấy lợi ích quên tình nghĩa tuyệt đối không phải tác phong của cậu ta. Chấm, lý do có hành vi lừa dối buông ra đích thực khiến người ta không tin tưởng, nguyên nhân thật sự lại không điều tra ra, không hiểu là do Lục Đông Thâm không nói hay vì anh cũng không biết thật. Thấy cô nhíu mày rất chặt, Lục Đông Thâm bật cười, chuyện này thì em không cần phải bận tâm, công ty sẽ giải quyết. Anh ăn xong miếng cơm cuối cùng, đứng dậy dọn dẹp bát đũa. Thấy anh đi vào bếp, Tưởng Ly cũng lảo đảo đi vào theo, công ty định giải quyết thế nào? lục đông thâm không dùng máy rửa bát có lẽ là vì rửa có một bộ bát đũa quá mất công nên anh rửa luôn bằng nước thường thấy tưởng ly thò tay về phía trước anh nói một câu em đừng đụng tay vào nước nữa ôm anh là được rồi tưởng ly vòng tay từ phía sau ôm lấy anh thái độ của công ty rất rõ ràng nếu đã không thể thương lượng thì sẽ trực tiếp căn cứ vào hợp đồng theo hợp đồng thì bất luận là Hoàn Gia hay Skyline đều không vi phạm, thế nên việc Thương Xuyên muốn hủy hợp đồng là không thể. Lục Đông Thâm nói lại chuyện của Thương Xuyên, nếu cậu ta vẫn khăng khăng muốn hủy hợp đồng và đình công thì sao? Lục Đông Thâm mới đó đã rửa bát sạch sẽ rồi vẩy nước, rất đơn giản, vậy thì gặp nhau ở tòa án. Một khi đã đi đúng theo trình tự pháp luật, khả năng chiến thắng của Thương Xuyên là bằng không. Skyline sẽ bắt cậu ta chịu một khoản bồi thường hủy hợp đồng không hề nhỏ. Nghĩ cũng đủ biết, một khi thương xuyên hủy hợp đồng thì tức là thẳng thừng trở mặt với hai công ty lớn. Cậu ta bị điên rồi sao? Không còn cách giải quyết nào khác ư? Lục Đông Thâm bỏ bát đã được rửa sạch sẽ vào trong tủ. Sau khi rửa tay xong, anh quay lại vòng tay qua người cô, có chứ, bảo cậu ta nghiêm túc ngoan ngoãn quay về đóng phim, đừng dở trò gì nữa, thì Skyline sẽ không truy cứu. Việc làm lần này của cậu ta nữa, bằng không? Tưởng Ly giật mình ngước nhìn anh. Lục đông thâm nhàn nhã dựa vào đó, ngón tay cái cọ nhẹ nhẹ lên eo cô, có lẽ hoàn ra không xử lý được cậu ta nhưng Skyline thì có thể. Có cần trở mặt dữ dội như vậy không? Tưởng Ly dè dặt hỏi. Lục Đông thâm cười khẽ, mảnh đất khu phủ thân vương đã sắp có kết quả đấu thầu rồi. Lúc này thương xuyên lại gây rối, thứ cậu ta phá không phải chỉ là bát cơm của hoàn gia. Bây giờ đúng là thương xuyên rất cao giá, nghệ sĩ hạng A, nhưng nói chẳng ra cũng chỉ là một kép hát. Anh muốn bóp chết cậu ta chẳng khác gì bóp chết một con kiến anh giơ tay lên xoa đầu cô, bé con, anh biết em và thương xuyên có giao tình, nếu có ngày cậu ta thật sự ép anh phải ra tay thì em cũng đừng trách anh. Tâm trạng của tưởng ly dối bời, chỉ hận không thể mọc thêm đôi cánh tìm ra thương xuyên để hỏi cho ra nhẽ. Rõ ràng là trong chuyện này lục đông thâm không có quá nhiều nhẫn nại. Một khi Thương Xuyên chạm tới giới hạn và mức độ dung thứ của Lục Đông Thâm, thì anh tuyệt đối sẽ nói được làm được, hoàn toàn không nể tình cô và Thương Xuyên có quan hệ thân thiết mà rộng lượng khoan hồng. "Phải làm sao đây?" Chuông điện thoại vang lên, là của Lục Đông Thâm. Có lẽ là điện thoại của công ty, anh nói được vài câu thì đi ngay. Tưởng Ly kéo cánh tay anh lại, "À, em cùng anh đi tới công ty nhé." Lục Đông Thâm bị cô chọc cười, "Em đi thì làm được gì?" Tưởng Ly á khẩu, rất lâu sau mới nói, "Thì em có thể tăng ca cùng anh." Anh làm việc em ngồi nhìn, cảm giác nghe cũng hay đấy nhỉ? "Đương nhiên rồi." Tưởng Ly kéo anh ra ngoài, anh vất vả cần cù, lại có người đẹp như em bầu bạn, quá tốt. Lục Đông Thâm ấn cô lên ghế sofa, "Em đang giúp anh hay định hại anh đấy?" "Anh là bạn trai của em, em có hại ai cũng không thể hại anh được." Lục Đông Thâm véo mũi cô, "Còn có người đẹp làm bạn nữa?" em cứ đi qua đi lại trước mặt anh như vậy muốn anh tập trung làm việc bằng cách nào đây tưởng ly lập tức hiểu ý của anh kêu lên anh không thể thanh tâm quả dục một chút sao có thể thế nên em phải ở lại nhà tưởng ly bĩu môi được thôi được thôi vậy em tiện anh ra cửa là được chứ gì lục đông thâm đứng thẳng dậy nhìn xuống cô ngồi dưới ghế hiếm có thật sao hôm nay lại dính anh như vậy Tưởng Ly đứng dậy ôm chầm lấy cổ anh, tỏ vẻ phong tình, không nỡ để anh đi mà, thế nên muốn tiễn đưa ngàn dặm. Tương đương hết chương 161 tương đương. Chúng ta quen nhau bao lâu, còn em và anh ta quen nhau bao lâu? Em hiểu anh ta à? Em rút ruột rút gan cho anh ta, anh ta có tin em không? Xe của Lục Đông thâm đỗ bên ngoài khu nhà, không có tài xế đi theo mà anh tự mình lái tưởng ly khoác tay tiện anh một mạch ra đến tận ngoài khu nhà lục đông thâm lên xe rồi lại hạ cửa kính xuống vẫy tay gọi cô cô tiến lên hỏi anh còn chuyện gì anh nói cúi đầu xuống tưởng ly không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo lục đông thâm vươn cánh tay ra vòng qua cổ cô rồi hôn nhẹ lên môi cô một cái sau đó nói tối nay nghỉ ngơi sớm đi đừng lo lắng nhiều cũng đừng suy nghĩ lung tung biết không biết rồi anh lằng nhằng quá tưởng ly đẩy anh một cái chú ý lái xe an toàn đợi cho bóng chiếc xe khuất dạng trong màn đêm tưởng ly mới quay ngược lại trở về tiểu khu lúc cô đi ngang qua phòng bảo vệ có một nhân viên bảo vệ chủ động thò đầu ra chào hỏi cô cô cảm thấy ánh mắt người đó nhìn cô rất kỳ lạ xuyên qua bóng cây um tùm rậm rạp tưởng ly cứ nghĩ mãi về ánh mắt đó có lẽ đó là một nhân viên bảo vệ đã làm việc trong tiểu khu này đã nhiều năm, từng nhìn thấy nhiều tôn thường xuyên đưa cô về nhà. Bây giờ người đàn ông đứng bên cạnh cô lại trở thành lục đông thâm, có lẽ người đó cảm thấy tác phong sinh hoạt của cô rất có vấn đề. Trong lúc vẩn vơ suy nghĩ, cô đã đi tới con đường đá nhỏ. Phía trước là cả một bụi cây đinh hương, còn có cả hoa đinh hương nở về đêm, gió đêm thổi qua lại ngào ngạt hương thơm tới trước cửa tòa nhà bóng trăng mới lại hiện lên trên đỉnh đầu tưởng ly chỉ kịp nhìn thấy có một cái bóng thoáng lướt qua cô chưa kịp định thần lại thì cánh tay đã bị ai đó giật mạnh ngay sau đó cô bị một nguồn sức mạnh ấn thẳng lên tường tưởng ly giơ tay ra dãy dụa theo bản năng nhưng đối phương dùng rất nhiều sức cô ngước mắt lên nhìn và chợt sững người hóa ra là nhiêu tôn cô hoảng hốt giơ chân lên đá nhiều tôn phản ứng nhanh nhạy, né người kịp thời khỏi đòn công kích của cô, liên tục rùi ra sau mấy bước. Sau khi đứng vững lại, anh ta nhìn cô chầm chầm, rồi cười rất xấu xa, em đủ độc ác ấy. Đá hỏng của quý của anh, em có tin cả đời này anh sẽ bám giết lấy em không? Cả sống lưng tưởng ly dựa sát vào tường. Khoảng cách giữa hai người tạm gọi là an toàn, nhưng cô vẫn nhìn anh ta chầm chầm đầy cảnh giác, bậm chặt môi. Em có cần phải phòng anh đến vậy không? nói rồi nhiều tôn định tiến lên đừng có lại đây nếu không tôi không khách khí với anh đâu tưởng ly lạnh lùng quát nhiều tôn cũng nhìn ra được sự bài xích và phòng bị từ trong ánh mắt cô anh ta dừng bước cất nụ cười đi hạ hạ nếu anh muốn khiến em khó xử thì ngay lúc nãy khi em khoác tay lục đông thâm đi ra ngoài anh đã chặn em lại rồi trái tim tưởng ly lạnh ngắt Cô hơi nheo mắt lại, không ngờ được anh ta lại phục ở đây lâu như vậy. Cô quát nhiều tôn, anh không thể buông tha cho tôi à? Anh cứ bám giết lấy tôi như âm hồn vậy để làm gì chứ? Anh nhờ em, muốn tới thăm em không được hay sao? Nhiều tôn thể hiện thái độ bắn nhắn. Giao tình giữa tôi và anh đã sớm đứt từ lâu rồi. Trong đại sảnh, ánh đèn sáng rực rỡ nhiều tôn vóc dáng cao lớn đã hoàn toàn chặn đứng một số nguồn sáng hắt về phía này thế nên đôi mắt anh ta như bao bọc lấy bóng tối hoặc có lẽ là bóng tôi đã xâm nhập vào đó tóm lại anh ta hoàn toàn không cười cợt nữa anh ta nhìn cô chăm chú một lúc rất lâu rồi bất thình lình hỏi anh ta đã chạm vào em rồi có một giây phút tưởng ly hơi ngẩn người nhưng cô cũng lập tức thể hiện vẻ lạnh lùng và cảnh giác của mình như trước phải sắc mặt nhiêu tôn âm u hơn không ít. Anh ta tiến lên trước vài bước, tưởng ly nhanh nhẹn né tránh, trong khoảnh khắc đã né được bàn tay thò ra phía trước của anh ta. Chấm, cô định tẩu thoát thật nhanh nhưng rõ ràng là lần này nhiêu tôn sẽ không để cô được như ý nguyện. Đầu tiên anh ta chặn đứng đường chạy trốn của cô, sau đó vươn tay ra tóm, một lần nữa ấn chặt cô lên tường. Cô dùng sức, anh ta cũng dùng sức, ghìm chặt hai cổ tay của cô, làm cô đau đớn. Màn co kéo qua lại ấy đã khiến cổ áo cô bung ra. Nhìn từ góc độ của nhiêu tôn, dấu vết lưu lại trên ngực cô vừa hay lọt vào mắt anh ta. Chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Qua nhiều ngày, dấu vết ấy đã rất nhạt rồi, nhưng vì tưởng ly có làn da trắng trẻo nên một dấu vết dù có nhạt cũng vẫn nổi bật lên rõ ràng. Thế là nhiêu tôn lập tức mặt lạnh như xương, nhìn cô chân chân, răng nghiến vào nhau ken két anh ta không phải kẻ ngốc dĩ nhiên hiểu được thông tin đằng sau dấu vết trên ngực cô. Ánh mắt anh ta như bốc cháy, dựa vào đâu? Anh ta có tư cách gì? Tưởng Ly đứng thẳng người, không dẫy dụa được thì dứt khoát không cọ quậy nữa. Ba năm nay, mọi nỗi sợ hãi cô dành cho nhiều tôn đều đã biến chất sau từng lần gặp lại khi quay trở về Bắc Kinh lần này. Cô trốn anh ta, né anh ta, nếu có thể chỉ mong sống chết không quan hệ nhưng bây giờ đã không trốn tránh được thì chỉ còn cách ngẩng đầu đối mặt. Cô nói, dựa vào việc anh ấy là người đàn ông tôi thích. Người đàn ông em thích. Nhiều tôn cười khẩu, vậy thì em còn là người con gái anh thích nữa đấy. Dứt lời, anh ta lấy cơ thể làm lá chắn, đè hẳn lên người cô áp mặt xuống. Giữa hơi thở dốc, tưởng ly chỉ cảm nhận được nơi lồng ngực đau đớn đến bỏng rát. Cô sốt sắng, dùng lực bả vai huyết anh ta như phát điên, có ý muốn đẩy anh ta bay ra. Cô càng phản kháng, anh ta lại càng cắn chặt. Cô thở gấp quát giữ, nhiều tôn, anh là đồ khốn kiếp. Anh là đồ khốn kiếp. Nhiều tôn buông ra, tựa lên chán cô, giận điên người, đáng nhẽ anh phải khốn kiếp với em hơn chút nữa. Tay tưởng ly đang rảnh, cô định dơ lên tát cho anh ta một bạt tai. Nhưng cô vừa có ý đó. Nhiều tôn đã giữ chặt lấy cổ tay cô, nghiến răng nghiến lợi, còn định đánh anh cô nhìn anh ta chân chân nhấn mạnh từng từ từng chữ buông tay nhiều tôn không chịu nổi ánh mắt này của cô nó lạnh như băng dưới lớp băng đó là sự kháng cự và sợ hãi ngập tràn dành cho anh ta chấm ngày đó của ba năm trước lần đầu tiên cô thể hiện ánh mắt này với anh ta và thế là cô đã rời đi ba năm anh ta buông tay tưởng ly có được tự do trốn thoát khỏi phạm vi của anh ta thậm chí còn không buồn nói thêm nhiều lời với anh ta thẳng thừng quay người rời đi anh sẽ không để lục đông thâm được như ý nguyện đâu nhiều tôn quát to sau lưng cô bước chân của tưởng ly khựng lại cô quay đầu lườm anh ta chuyện của thương xuyên do anh gây ra có đúng không chuyện hủy hợp đồng ư nhiều tôn cười khẩy mấy trò mèo đó nhiều tôn này không thèm làm còn chuyện gì Nhiêu Tôn không dám làm ư? Khóe miệng Nhiêu Tôn cứng đờ lại, tùy em, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Lục Đông Thâm dám chơi anh thì hoặc là anh không phản kích, đã phản kích thì chắc chắn sẽ đẩy anh ta vào chỗ chết. Tưởng Ly quay người lại, ánh mắt lạnh giá, nếu anh dám ra tay hại chết anh ấy, tôi cũng dám ra tay hại chết anh. Em sẽ ra tay hại chết anh thế nào? Nhiều tôn đút hai tay vào túi quần, đứng sững ở đó, cao lớn bức người sắc mặt tưởng ly lạnh lùng, ba năm nay tôi ở bên cạnh đàm diệu minh, thứ gì không học được nhưng chút bản lĩnh khiến người ta nhìn thấy máu thì vẫn có thừa. Anh là thái tử gia ở Kinh Thành, còn tôi bây giờ chẳng là gì cả. Có một câu rất hay, người chân đất chẳng sợ người đi giày, đừng có ép tôi phải dùng dao với anh. Trong ánh mắt nhiều tôn ánh lên một tia đau đớn, cực thoáng qua, chẳng mấy chốc đã hóa thành chế diễu, em đúng thật là hết lòng hết dạ vì lục đông thâm đấy. Em được lắm, hạ chú, chúng ta quen nhau bao lâu, còn em và anh ta quen nhau bao lâu? Em hiểu anh ta à? Em rút ruột rút gan cho anh ta, anh ta có tin em không? Anh nói vậy là có ý gì? Tưởng ly cảnh giác, nhiều tôn mím môi nhìn cô chầm chầm một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng, nhưng đã đè nén cảm xúc lúc trước xuống, anh tới tìm em là muốn bảo em có thời gian thì về thăm bố mẹ anh. Cô chú có chuyện gì sao? Tưởng ly sững người. Không có chuyện gì, chỉ là họ rất nhớ em. Nghe nói em, quay về vẫn luôn muốn gặp em. Tưởng Ly buông bỏ cảnh giác cúi gằm mặt xuống, thể hiện vẻ lạc lõng. Nhiều tôn thở dài, cho dù em hận anh, oán anh, bố mẹ anh đối xử với em cũng không tệ phải không? Về thăm họ đi, cùng lắm thì anh không xuất hiện là được chứ gì? Cổ họng tưởng ly căng ra chua sót, rất lâu sau mới lên tiếng, tôi sẽ tranh thủ về thăm. Dứt lời, cô quay người đi vào trong thang máy. Nhiều tôn đứng nguyên ở chỗ cũ, rất lâu sau vẫn chưa rời đi. Tương đương hết chương 162 tương đương. Tưởng Ly nghĩ thật ra mình rất muốn biết câu trả lời của anh. Ngày hôm sau, hoàn gia Media đứng ra thanh minh tin đồn rằng trong việc hợp tác với nghệ sĩ thường xuyên có chuyện gian dối. Trong lời thanh minh này. Hoàn gia chỉ trích thương xuyên dựng chuyện vô cớ, phủ nhận việc trong quá trình hợp tác có tồn tại bất kỳ hành vi lừa dối và gian trá nào, đồng thời bày tỏ hành động của thương xuyên không những vi phạm tinh thần của giao hết mà còn làm tổn hại nghiêm trọng tới hình tượng của công ty. Họ tuyên bố việc thương xuyên đòi hủy hợp đồng là vô hiệu, một khi cố chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng không những sẽ bị kiện ra tòa mà còn phải đối mặt với một khoản phí bồi thường khổng lồ. Từ lời thanh minh ấy, không khó nhận ra thái độ cứng rắn của Hoàn Gia Media. Nếu tiếp tục hợp tác thì họ sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu kiên quyết hủy hợp đồng thì họ sẽ thẳng thừng giải quyết bằng con đường pháp luật. Bài thanh minh này được đăng lên bằng ID Weibo chính thức của công ty, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã lên top search, trở thành một chủ đề được rất nhiều người quan tâm có người còn tung tin rằng một khi thường xuyên thua kiện thì khoản tiền bồi thường đó có thể khiến cậu ta vài năm sau cũng không vực dậy nổi sự nghiệp của mình trong lúc đọc lướt bài thanh minh của họ tưởng ly tự hồ như đang nhìn thấy thần thái và ngữ khí của lục đông thâm khi giải quyết chuyện này với tính cách của anh thà rằng phải mất nhiều thời gian cũng không cho phép một ngôi sao được lên mặt uy hiếp mình cô đang vô cùng sốt ruột nhưng không tài nào liên lạc được với thương xuyên xem ra đối phương có ý muốn tránh mặt cô suy nghĩ như vậy cô càng trở nên lo lắng cũng không biết sốt cuộc lúc này thương xuyên đang có tính toán gì cô đang định gọi thêm một cuộc điện thoại nữa thì julia gõ cửa đi vào cô bé thò đầu vào phòng thấy tưởng ly có ở đó cô ấy vội vàng đi nhanh vào rồi tiện tay khóa chặt cửa văn phòng lại tưởng ly đặt di động xuống sao thế sao cứ thần thần bí bí vậy julia tiến lên trước thì thà thì thầm em vừa nghe thấy phòng thư ký kể lại một chuyện bảo rằng trần du cứ ở suốt trong văn phòng của tổng giám đốc từ lúc tổng giám đốc họp xong trở về cô ta cũng vào đó theo tưởng ly lại cầm di động lên lướt qua lướt lại màn hình cô ta vào văn phòng của tổng giám đốc lục thì có gì kỳ lạ đâu lúc trước khi công thức được truyền tới tổng bộ kiểm nghiệm người căng thẳng nhất chắc chắn là cô ta Chấm, bây giờ công thức đó lại tiếp tục được đưa vào sử dụng. Nhưng bản thân tổng giám đốc Lục lại không dùng, cô ta chắc chắn muốn đi hỏi cho rõ ràng. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Giám, đốc Hạ, chị đoán sau khi Trần Du đi vào phòng của tổng giám đốc đã có chuyện gì xảy ra? Julia cố tình vòng vo tam quốc, vừa nghe xong câu ấy, trong lòng tưởng ly loáng thoáng giấy lên một cảm giác không thoải mái cô nhướng mắt nhìn julia em còn bắt chị chơi mấy trò đoán giả đoán non này có tin chị bắt em tăng ca liên tục vài tuần không cô hiểu rõ julia cô bé này vừa mới yêu chưa được bao lâu đang trong giai đoán bám giết lấy bạn trai sợ nhất chính là phải tăng ca quả nhiên julia lập tức hoang mang nói ra tuần tuột dora ở phòng thư ký mang cà phê ra và nói trần du đã cãi nhau cùng với tổng giám đốc lục việc này quả thật đã nằm ngoài dự liệu của tưởng ly cô hơi sững người hỏi cãi nhau tận mắt nhìn thấy ư vâng ạ à, dora nói lúc đó trông trần du cực kỳ kích động nhưng nhìn thấy có người đi vào là cô ta cũng kiềm chế hơn một chút lúc dora đi ra ngoài đóng cửa lại còn nghe thấy trần du lên tiếng nói chuyện ngữ khí không vui chút nào hai người này có thể cãi nhau vì chuyện gì lục đông thâm nhất định là người không thể cãi nhau được nhưng trần du cũng không phải là người hay sinh chuyện thị phi tuy rằng cô vẫn chưa bỏ qua được chuyện trần du lén lút ăn cắp sổ tay của cô nhưng từ một mức độ nào đó mà nói trần du phần nào vẫn tự cao tự đại nhất là khi đối mặt với chuyện tình cảm nghĩ một chút cô hỏi julia hai người họ cãi nhau xong chưa còn ai dám đi nghe ngóng nữa ạ ngay cả việc ghé tai vào cửa nghe trộm cũng không dám sau khi julia ôm một chồng tài liệu đi ra ngoài tưởng ly càng nghĩ càng không ngồi yên được nữa cô đứng dậy đi tới văn phòng của tổng giám đốc cô không gặp cảnh ninh dora vừa hay đi lên từ một thang máy khác nhìn thấy tưởng ly cô ấy vội vã chào hỏi tưởng ly hỏi cô ấy tình hình hiện tại trong văn phòng dora vừa nghe xong thì sợ đến nỗi mặt trắng bệch vội xua tay giám đốc hạ chị tuyệt đối đừng nói là em kể ra ngoài nhé Yên tâm đi, chuyện này tôi nghe biết vậy thôi." Tưởng Ly nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, cô chỉ cần nói cho tôi biết Trần Du đã ra ngoài hay chưa thôi. Dora lắc đầu, "Em không rõ lắm, ban nãy em sợ đến nỗi không dám ở lại tầng này." Tưởng Ly thở dài, xem ra trong lòng các nhân viên, Lục Đông Thâm vẫn rất nghiêm khắc, một chuyện đáng để hóng hớt như vậy mà không ai dám tiếp tục theo dõi. Cô tiến lên nghe nóng, nhưng hoàn toàn không nghe được động tĩnh gì bên trong. Có lẽ Trần Du đã rời đi từ lâu rồi. Cô giơ tay gõ cửa, làm Dora giật nảy mình, vội nấp ra sau lưng cô. Tưởng Ly đẩy cửa văn phòng, một giây sau đứng được tại chỗ. Trần Du hóa ra vẫn chưa đi, sau khi nghe thấy động tĩnh bèn quay ngoắt đầu lại. Giây phút bốn mắt, nhìn nhau, tưởng ly nhìn thấy được thứ gì điên rồ cuồng dại trong ánh mắt của Trần Du, bị sự trầm mặc tạm thời đè nén, giống như đang giam hãm một con thú trong đó. Rõ ràng là cô ta bị bất ngờ khi tưởng ly xông vào, đáy mắt thoáng qua chút sừng sốt. Ngay sau đó, con thú trong đôi mắt của cô ta đã bị giải phóng. Cô ta bất ngờ chỉ tay vào tưởng ly, nhưng mắt thì nhìn chầm chầm lục đông thâm, có phải vì cô ta không? Lục đông thâm, anh nói cho em biết đi nếu không có cô ta liệu anh có lấy em không? Có tiếng suýt xoa sửng sốt vang lên. Người phát ra âm thanh ấy là Dora đứng sau lưng tưởng ly. Cô ấy thò đầu vào vừa hay bắt gặp cảnh này, lại sợ hãi vội vàng lùi về sau. Lục đông thâm ngồi phía sau bàn làm việc, bên cạnh vẫn chất cả đống tài liệu. Sắc mặt anh rất bình thản, cho tới khi nghe thấy Trần Du hỏi như vậy, anh mới nhíu mày. Bên này, tưởng ly vẫn đang cầm chặt nắm đấm cửa. Sau khi bị Trần Du chỉ thẳng, cô mới bừng tỉnh, vội nói, "Xin lỗi, à, hai người tiếp tục đi." Dứt lời, cô nhanh chóng khép cửa văn phòng lại, đầu óc có hơi trống rỗng. Hai cánh cửa trở thành đường phân cách chia hai nơi thành hai thế giới. Tưởng Ly đứng dựa bên cánh cửa, hơi thở có phần dồn dập. Hiệu quả cách âm của hai cánh cửa ấy quả nhiên rất tốt. Dora ôm chặt tập tài liệu trong lòng, dáng vẻ hoàn toàn giống như vừa bị dọa chết nhìn thấy ánh mắt tưởng ly hướng qua, cô ấy giật mình, vội vàng bảo đảm, giám đốc hạ, chị yên tâm, chuyện ban nãy có đánh chết em cũng không kể ra ngoài đâu. Tưởng ly gật đầu, Dora tiến lên, dè giặt hỏi, chị không sao chứ? Tưởng ly lại lắc đầu, Dora đang định đi thì lại bị cô gọi giật về, ban nãy. Trần Du đã hỏi tổng giám đốc lục câu gì vậy? Cảnh tượng ban nãy trong văn phòng bây giờ đã trở nên hỗn độn hoàn toàn trong đầu tưởng ly. Cô ấy hỏi Tổng Giám Đốc Lục là nếu như không có chị, anh ấy có lấy cô ấy không? Dora nói nhỏ, rồi lại hỏi thêm, sao chị không nghe nốt câu trả lời của Tổng Giám Đốc? Chị không sao thật chứ? Có sao? Đi vào thang máy rồi. Tưởng Ly mới cảm thấy tim mình đập dữ dội, cảm nhận được ban nãy mình gần như là hoàng hốt bỏ chạy. Sau khi chấp nối lại những phần hồn bát nháo vụn vỡ của mình hoàn chỉnh trở lại cơ thể tưởng ly nghĩ thật ra mình rất muốn biết câu trả lời của anh sao 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 cuộc điện thoại mà tưởng ly đợi được lại là của thai quốc cường khi cô tới nơi ở của thai quốc cường ở bắc kinh vừa hay có thể né được giờ cao điểm buổi tối cô trở về phòng làm việc không bao lâu thì nhận được điện thoại của ông ta chấm cô thầm tính toán chắc lúc cô rời khỏi công ty trần du vẫn đang dây dưa trong văn phòng của lục đông thâm vợ của thai quốc cường hà tư nghi đã đổ bệnh theo lời miêu tả của ông ta từ lúc hà tư nghi tận mắt chứng kiến một bóng người trên sân khấu hí kích trong phủ thân vương bà ta đã bị dọa đến bệnh luôn đến bây giờ cũng không dậy nổi khỏi giường chẳng biết đã nhờ cậy bao nhiêu bác sĩ rồi mà vẫn không khởi sắc pháp sư tôi thật sự không còn cách nào khác đành tìm tới cô thai quốc cường nói ấy đừng Tưởng Ly ngắt lời ông ta, nếu ông đã biết tôi là nhà tạo hương của Lục môn thì nên hiểu rõ nguyên nhân năm xưa tôi có thể trị bệnh cho ông. Ông coi tôi là người trừ ma diệt quỷ thật đấy à? Quý phu nhân nếu mắc bệnh sinh lý thì có thể tới tìm bác sĩ, nếu mắc bệnh tâm lý thì tìm bác sĩ tư vấn tâm lý, thật ra tôi không thể bận cùng lúc quá nhiều việc. Thái Quốc cường thở dài, các bác sĩ đã khám cả rồi, không có bệnh gì nghiêm trọng nhưng cả ngày bà ấy cứ nằm đó mệt mỏi suy nhược bác sĩ tâm lý cũng tới đây không ít nếu họ thật sự có cách tôi còn cần làm phiền cô sao trước kia cô dùng mùi hương cứu mạng tôi bây giờ xin cô hãy giúp bà xã nhà tôi trong lúc ông ta nói tưởng ly cũng đã quan sát hà tư nghi một lượt bà ta trợn chừng hai mắt nằm trên giường ánh nhìn rời rạc sắc mặt nhợt nhạt không nói năng gì cũng không có phản ứng tựa như sống trong thế giới của riêng mình rồi cô lại đánh mắt nhìn xung quanh một lượt đi đi lại lại vài bước. Thái Quốc Cường ở ngay sau lưng cô, miêu tả lại tình trạng gần đây của Hà Tư Nghi như làm báo cáo. Chẳng bao lâu sau, có người gõ cửa. Là thai nghiệp dương đi vào. Nhìn thấy cô, anh ta bèn gật đầu một cái nhẹ nhàng rồi nói một câu, làm phiền rồi. Tưởng Ly cũng gật đầu đáp lại cô đi tới trước bàn trang điểm của hà tư nghi cầm một hộp phấn lên và người xét về việc dùng mùi hương cứu người chẳng phải trường thịnh các ông cũng có một vị sao vệ bạc tôn là hội trưởng hội văn thuật về bản lĩnh anh ta giỏi hơn tôi nhiều tôi chỉ tin cô thai quốc cường nói tưởng ly nhìn ông ta bằng ánh mắt kỳ lạ rồi đặt hộp phấn xuống dùng người thì không nghi đã nghi thì đừng dùng nếu ông đã không thừa nhận khả năng của vệ bạc tôn thì vì sao còn mời anh ta về? Sắc mặt thai quốc cường có phần ngượng ngập ông ta giải thích không phải tôi không thừa nhận năng lực của cậu ta. Chấm, cậu ta đích thực rất giỏi về chuyên môn. Nhưng ý của tôi là, một số thứ bàng môn tà đạo cậu ta chưa chắc đã dành nói tới đây thấy sắc mặt tưởng ly hơi lạnh đi sợ cô phủi tay bỏ về ông ta lập tức giữ cô lại ý tôi muốn nói là cô còn biết cả những thứ mà các nhà tạo hương khác chưa chắc đã biết thế chẳng phải vẫn là bàng môn tà đạo ư tưởng ly cười khẩy hất tay ông ta ra Thai quốc cường nhất thời không biết nên nói gì cho phải, ngược lại thai nghiệp dương lên tiếng, giám đốc hạ đừng hiểu lầm, khoảng thời gian này bố tôi lo lắng quá nhiều cho chuyện của mẹ tôi, tinh thần rệu dã, nên biểu đạt có phần không phù hợp cho lắm. Tưởng ly cũng chẳng phải người nhỏ mọn gì. Ngoài miệng cô nói không lo, chẳng lo xuể, nhưng người nằm ngay dưới tầm mắt của cô, sao cô có thể khoanh tay đứng nhìn? cô kiểm tra một lượt những thứ trong phòng cuối cùng ngồi xuống trước mặt hà tư nghi tỉ mỉ quan sát lần nữa quý phu nhân chịu một sự hoảng sợ cực lớn nói theo cách dân gian là rơi mất hồn nói theo bệnh đông y là chứng mất hồn còn giải thích theo y học hiện đại thì do thần kinh não bộ chịu đựng một sự kích thích mãnh liệt từ thế giới bên ngoài khiến nó phát ra những điện tín hiệu và những tín hiệu hóa học bất thường kiềm chế nghiêm trọng các dây thần kinh trung ương khác truyền đạt thông tin và tín hiệu Việc tôi có thể làm là pha chế một vài loại hương liệu có tác dụng an thần và một số loại cỏ dùng để uống. Cụ thể dùng thế nào lát nữa tôi sẽ nói cho ông. Thái Quốc Cường cảm kích vô cùng, tôi biết cô nhất định có cách mà. Quý phu nhân nói trên sân khấu của phủ thân vương có má. Tưởng Ly bất thình lình hỏi một câu. Thái Quốc Cường thở dài nặng nề, là bà ấy cứ gào lên rằng mình thấy ma. Tôi đoán chắc là bà ấy hoa mắt Lúc đó trời nổi gió, có những thứ bị gió cuốn bay lung tung, biết đâu bà ấy lại nhìn nhầm thành bóng người. Chuyện này cũng bình thường thôi. Tưởng Ly ừm một tiếng, không nói thêm gì nữa. Trên đường trở về công ty, tưởng Ly cứ nghĩ mãi về những lời thai quốc cường nói. Hà Tư Nghi bảo trên sân khấu có ma, chỉ là hoa mắt thôi ư. Việc này đã khiến tưởng Ly nhớ lại đoạn băng trong di động của Thương Xuyên cùng là trên sân khấu ở phủ thân vương sao lại trùng hợp đến thế người tài xế chở cô về làm việc cho công ty anh ta nhìn vào gương chiếu hậu và hỏi giám đốc hạ sao vậy tôi không sao tưởng ly đáp một câu đúng lúc đó di động trong túi rung lên cô bắt máy đầu kia là giọng nói trầm thấp của lục đông thâm sao em lại tới chỗ thai quốc cường tưởng ly cũng không còn lạ khả năng thiên lý nhãn thuận phong nhĩ của anh nữa hôm nay cô dùng xe của công ty anh nắm được lịch trình của cô trong lòng bàn tay nếu hôm nay không tới chỗ thai quốc cường em còn không biết được nhiều chuyện như thế lục đông thâm cảm thấy kỳ lạ đúng lúc tưởng ly đang định giải thích thì nghe thấy có cuộc gọi khác xen vào cô nhìn nhanh rồi ngồi bật dậy vội nói với lục đông thâm tạm thời không nói nữa thường xuyên gọi điện thoại cho em rồi cô chuyển đổi ngay cuộc gọi thường xuyên ở đầu kia trầm mặc một lúc mới nói, chẳng phải cậu vẫn đang tìm tôi sao? Tới Hoài Nhu đi, tôi đã trở về đoàn làm phim rồi. Tương đương hết chương 163 tương đương. Bây giờ nghĩ lại, lần cuối cùng được nhìn cậu vào vai ngu cơ đã là mười mấy năm trước rồi. Lúc đó, sư phụ và tả thời đều nói cậu là ngu cơ đẹp nhất. So với mấy ngày trước đó, đoàn làm phim đã thành thơi hơn không ít. Có lẽ nguyên nhân là vì Thương Xuyên vẫn chưa làm việc. Lần trước cô tới, đi đến đâu cũng nhìn thấy bóng các nhân viên chạy lăng xăng, bây giờ có khi tất cả các đội nhóm sản xuất chính đều đang trong trạng thái nghỉ ngơi. Khi Tưởng Ly tới nơi, cô nhìn thấy có bóng dáng của không ít phóng viên bị chặn ở ngoài. Cô liên lạc với người của đoàn làm phim, rồi thuận lợi len lỏi vào trong qua một con đường nhỏ bên cạnh người của đoàn phim Ai Oán nói, cũng không biết đám phóng viên kia khi nào mới chịu giải tán, họ đã ngồi chờ ở đây hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Thường Xuyên ở trong phòng hóa trang, sau khi thấy Tưởng Ly đến cũng không quay đầu lại, chỉ nhìn vào gương, nói với cô một câu, tìm chỗ nào đó ngồi xuống đi. Tưởng Ly làm gì còn tâm trạng để ngồi. Cô đi thẳng tới trước, nói thẳng, vì sao phải hủy hợp đồng? Trong phòng hóa trang không còn người nào khác thường xuyên cũng chưa trang điểm, không biết là vì muốn đợi cô hay còn nguyên nhân nào khác. Thường xuyên nghe vậy cười cười, rồi đùa nghịch một miếng dán tóc trong tay, không trả lời vào câu hỏi của cô, hồi cậu còn học hí kịch hát tốt nhất phần của ngu cơ, bây giờ đã sắp quên sạch thoại rồi phải không? Tưởng ly khẽ nhíu mày, mím môi nhìn cậu ta. Chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Cậu ta đứng dậy, cầm miếng dán trong tay hướng về phía chán cô ước lượng, khẽ nói, thế nào? có muốn hát lại ngu cơ một lần nữa không? tưởng ly gạt tay cậu ta ra, thương xuyên cậu đừng đùa nữa, đã là lúc nào rồi. có chuyện gì, có lời gì muốn nói cậu không thể tâm sự với tôi sao? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? thương xuyên buông tay, ném miếng rán tóc lên bàn trang điểm rồi đứng dựa vào đó im lặng nhìn cô cười mà như không cười. tưởng ly bị cậu ta nhìn đến thiếu tự nhiên, có chuyện gì cậu nói thẳng đi cậu bảo tôi có chuyện gì cứ nói thẳng, còn cậu thì sao? Thương xuyên hỏi ngược lại. Tưởng ly sững người, mí mắt thương xuyên hơi nhướng lên, hạ hạ cậu có từng yêu tả thời không? Tưởng ly há hốc miệng rất lâu sau mới nói một câu, đương nhiên. Thế ư, thương xuyên cười rất quái dị, yêu đến mức nào? Hay tình yêu của cậu đều có tiêu chuẩn, thật ra cậu chỉ yêu chính bản thân mình? Thường xuyên, sao hôm nay cậu cứ kỳ lạ kiểu gì vậy? chúng ta mới quen nhau ngày đầu tiên hay sao? Tưởng Ly không vui, thường xuyên thu lại nụ cười, cục mắt xuống, ánh mắt thoáng qua chút cô đơn, hạ hạ, lâu nay tôi vẫn luôn tìm tả thời. Trái tim, tưởng Ly như bật lên đôi chút. Rất lâu sau cô nói, cứ cho là như vậy thì liên quan gì đến chuyện cậu hủy hợp đồng? Đương nhiên là có, thường xuyên ngước mắt nhìn cô. Cô không hiểu, thường xuyên lại một lần nữa ngồi xuống trước mặt cậu ta là một chiếc gương hình quạt trong gương là khuôn mặt trắng như nến của cậu ta. Chấm, mới chỉ vài ngày ngắn ngủi cậu ta đã gầy rộc đi hẳn. Cậu ta tiện tay cầm chiếc bút kẻ lông mày lên, khẽ nói, bây giờ nghĩ lại, lần cuối cùng được nhìn cậu vào vai ngu cơ đã là mười mấy năm trước rồi. Lúc đó, sư phụ và tả thời đều nói cậu là ngu cơ đẹp nhất. Cậu ta quay người nhìn về phía cô, đưa cho cô cây bút nào, tôi thật sự hoài niệm những ngày tháng được hát chung sân khấu với cậu. Thường xuyên, đây là đoàn phim, cậu làm vậy chẳng phải là gây rối sao? Tôi còn chưa bắt đầu làm việc mà, bên sân khấu kịch dĩ nhiên vẫn còn trống, nên không thể coi là gây rối được. Thường xuyên đứng dậy, đi về phía cô, cứ coi như để tôi học hỏi cậu đi. Ngủ cơ do tôi thủ vai không thể so sánh với cậu được. Tôi đã sớm quên thoại rồi." Trong đôi mắt Thương Xuyên ánh lên nụ cười, "Cậu trang điểm đi, tôi sẽ nói cho cậu biết nguyên nhân hủy hợp đồng." Tưởng Ly nói, "Thương Xuyên, đóng phim là nghề của cậu, cậu làm vậy có phải quá không tôn trọng nghề nghiệp của mình không?" "Đối với tôi mà nói, kịch nặng như đời người, sao có thể là trò trẻ con." Trong ánh mắt Thương Xuyên đã nhuốm chút tâm trạng nặng nề, "Nếu hoàn gia đã cắn chặt hợp đồng không buông thì tôi cũng chỉ còn cách thỏa hiệp." người thầy đoàn phim mời tới tôi lại cảm thấy chẳng giỏi bằng một nửa cậu tưởng ly thở dài thường xuyên tôi thật sự không làm được coi như chơi đùa thôi thường xuyên thấy thái độ của cô buông lỏng tâm trạng cũng tốt hơn một chút nắm lấy tay cô tôi rất nhung nhớ những tháng ngày trước kia những tháng ngày xưa ấy sao tưởng ly không hoài niệm chứ ý cô là những tháng ngày xưa khi tả thời vẫn còn Lúc đó, bất luận là thương xuyên hay nhiêu tôn, chính vì có tà thời mà tình bạn giữa họ mới càng trở nên gắn bó. Thương xuyên ấm áp, nhã nhặn, tả thời trí tuệ, thông minh, nhiều tôn bướng bỉnh, bất kham, cô kiêu ngạo, hoanh hoang. Bốn con người với bốn tính cách khác biệt lại có thể ở bên cạnh cùng, cùng uống rượu, cùng ăn thịt, cùng đàm đạo cuộc đời, e là chỉ có họ mà thôi. Về sau, cũng không còn về sau nữa không còn tả thời ba người họ giống như ba cá thể đã đi tới tận cùng của ngã ba muốn ra ngoài nhưng lại không còn đường ra phủ lớp nền đánh son đánh phấn theo đúng vai diễn của mình lúc thợ trạng điểm vẽ lông my cho tưởng ly đã thốt lên kinh ngạc mắt của cô thật là đẹp tưởng ly nhìn vào bản thân mình trong gương và nói vẫn còn kém hơn rất nhiều so với một diễn viên chuyên nghiệp không đâu, tôi đã trang điểm cho không ít diễn viên, mắt họ đều không đẹp được bằng cô. Thợ trang điểm nói, trong mắt cô có dương có âm, có cương có nhu. Dù là vào vai anh hùng khí thế hay nữ nhi yểu điệu thì cũng khiến người ta phải ngơ ngác ngắm nhìn. Tưởng Ly mỉm cười không nói gì. Buộc tóc, mặc phục trang, thắt dây eo, đội giáp, đội mũ. Trong gương xuất hiện một ngu cơ long lanh như nước uyển chuyển thướt tha. Thợ trang điểm đứng bên tấm tắc nói, đẹp thật đấy, đây mới đúng là ngu cơ chứ. Tưởng Ly nhìn vào gương có phần ngơ ngẩn. Dường như cô đã nhìn thấy một bức ảnh cũ kỹ nhưng có rất nhiều sắc màu. Trên sân khấu kịch cô và tả thời y, -y a a. Dưới sân khấu, thầy ngồi đĩnh đạc trên ghế thái sư, tay cầm thước. Bên cạnh nữa là hoa lê trắng trời là tả bay bay, bầu không khí cũng thấm đượm một vị ngọt ngào tả thời nhân lúc chuyển vị trí bèn hỏi cô sau này em muốn làm gì cô nhẹ nhàng giơ cây kiếm mỏng trong tay lên nói không biết nữa nhưng có làm gì cũng không phải là hát kịch anh thì sao tả thời chặn cây kiếm của cô lại và nói có thể sẽ xoay quanh hoa hoa cỏ cỏ vậy thì áo kịch của sư phụ không ai kế thừa rồi cô đùa giỡn tả thời len lén liếc xuống sân khấu, anh đường đường là đàn ông con trai, sao có thể ngày ngày sống chung với son phấn được. Thầy đứng dưới, hò một tiếng thật mạnh, rồi gõ cây thước lên mở u bàn tay hai cách, nghiêm túc tập đi. Mời cô đi bên này. Nhân viên tạo hình đưa kiếm cho cô, rồi chỉ về phía cửa sau của sân khấu. Trên sân khấu đèn đuốc sáng trưng, hoàn toàn trống trải dưới sân khấu cũng không có một ai giống như một góc khuất đã bị người ta quên lãng tưởng ly bước lên sân khấu tỉ mỉ ngắm nhìn cây cột trụ được điêu khắc rất đẹp lớp rèm xa với những đường chỉ mảnh mai tinh tế cô nhớ tới lời của sư phụ sân khấu này chính là cả cuộc đời của người đi hát đời người như kịch kịch tựa đời người muốn trở thành kẻ cuồng kịch không dễ muốn sống tỉnh táo cũng không dễ cô dẫm lên bóng đèn chậm rãi bước đi hầu như đều đã quên sạch lời thoại nhưng điệu khúc thì cô vẫn nhớ rất rõ việc đứng ở đâu thay đổi vị trí như thế nào trên sân khấu có thể cô cũng đã quên rồi nhưng bước chân tựa như có thể cất giấu cả ký ức nó cứ từ 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 được khôi phục có những kỷ niệm đã quá lâu không chạm vào chỉ trách cô làm một kẻ trốn chạy nhớ một lần là đau đớn một lần bỗng nhiên có tiếng trống dồn vang lên cùng với đó là tiếng bước chân từ từ tiến về phía cô các nhạc sư đằng sau rèm đang gõ từng tiếng trống theo nhịp tiết tấu mọi âm thanh tan ra giữa sân khấu rộng thu hút sự chú ý của mấy nhân viên xung quanh đó khiến họ tiến tới gần ở trên sân khấu rèm sau được cuộn lên cùng với tiếng trống gấp rút có thêm một người nữa xuất hiện tưởng ly nhìn kỹ lại rồi sửng sốt liên tục lùi về phía sau mấy bước là bá vương hạng vũ tả thời, nhưng tiếng gọi này còn chưa kịp bật ra, sự hoảng loạn của tưởng ly chưa kéo dài được vài giây thì cô đã kịp nhận ra người đóng vai hạng vũ lúc này. Thường xuyên, tương đương hết chương 164. Hạ chú, lương tâm của cô không thấy cắn rất sao. Cô sẽ gặp báo ứng đấy. Những tiếng chiêng trống vang dội càng ngày càng thu hút nhiều người tiến gần hơn với sân khấu đa phần đều là các nhân viên của đoàn phim, họ nhìn ngắm nhân vật ngu cơ và tấm tắc ngợi khen, những câu xì xào bàn tán đều nhất loạt khen xinh đẹp. Tưởng Ly không ngờ thương xuyên lại vào vai hạng vũ. Cô những tưởng chẳng qua chỉ là một màn nhớ lại quá khứ. Giống như trước kia cô trang điểm lâm trận, còn cậu ta sẽ đứng một bên, học cô từng cái nhăn mặt từng nụ cười. Thường xuyên đứng nổi bật ở đó, uy phong lẫm liệt. Nhưng trái tim tưởng ly thì thắt lại kiểu hóa trang hiện tại của thương xuyên thật sự giống tả thời như đúc ngay cả độ cong được vẽ trên hai đầu mày cũng không khác chút nào so với tả thời sống lưng cô lạnh toát quen biết thương xuyên bao nhiêu năm nay cô hoàn toàn không biết ngoài việc có thể vào vai ngu cơ ra cậu ta còn có thể minh họa được bá vương hạng vũ có một dự cảm mơ hồ dâng lên khi nó còn chưa thành hình hạng vũ đã bắt đầu ca, sức bạt núi, khí trùm đời, ngựa truy trùn lại bởi thời không may ngựa trùn biết tính sao đây, ngu cơ ơi, tính sao đây hỡi nàng. Là một trích đoạn trong tứ diện sở ca. Trong lời kịch tới phần này ngu cơ sẽ tặng một điệu múa, múa kiếm cho bá vương, sau đó các cận vệ liên tục vào báo quân địch đã vây hãm, tấn công bốn phía, cuối cùng ngu cơ rút kiếm tự tử khi thường xuyên hát đoạn này, từ ngữ tròn vành rõ chữ, tư thế chuẩn xác, trong ánh mắt cũng toàn là bi thiết, những nỗi bi thiết này không giống như một người trí lớn không thành, mà giống như có oán thán, có căm hận, có không đành lòng cũng có biệt ly. Theo đúng lời kịch, lúc này thứ không nên xuất hiện trong ánh mắt hạng vũ chính là ly biệt. Hạng vũ có thể cam hận, oán giận, có thể không cam lòng, nhưng ở trong phân đoạn này, người nên nghĩ tới chia cách, nghĩ tới sinh ly tử biệt phải là ngu cơ chứ không phải hạng vũ tưởng ly đứng đờ ra đó, mãi không thể cử động. Thường xuyên mỗi bước một dồn ép cô, khi nhìn về phía cô, cậu ta đã đổi lời hát, ia a Hán binh đã chiếm đất bốn bề khốn đốn, chí khí quân vương đã cạn, thần thiếp còn bàn gì tới chuyện sống. Câu ia a trước đó là thoại của hạng vũ, còn ba câu sau là lời hát của tưởng ly nhưng thường xuyên cũng hát luôn. Ngày sau đó, vốn dĩ theo lời kịch, ngu cơ sẽ đoạt lấy thanh bảo kiếm thắt ở hông hạng vũ né tránh ngu cơ một lần nữa đoạt lấy hạng vũ lại né tránh ngu cơ đoạt ba lần hạng vũ né ba lần cho tới khi ngu cơ hốt hoảng kêu lên rằng quân hán đã xông vào nhân lúc hạng vũ không phòng bị đã đoạt kiếm tự sát nhưng thương xuyên đã cướp lời thoại của tưởng ly cô nhìn rất kỹ cảm xúc trong ánh mắt thương xuyên đã trở thành khí thế bức người cậu ta cầm chắc thanh kiếm khi giơ kiếm lên, cánh tay cậu ta cũng hơi dơ cao. Chỉ một động tác như vậy thôi đã giống như có một nhũ băng xuyên thẳng vào đại não của tưởng ly, đau đớn bùng nổ cùng với khí lạnh nhanh chóng tản ra. Một tia sáng trong não bộ cuối cùng cũng nổi lên mặt nước. Dự cảm ở trên sân khấu ban nãy đã bị cô đè xuống giờ lại xuất hiện. Cô nhìn chằm chằm thương xuyên với vẻ khó tin, rồi lẩm bẩm thì ra là cậu. Câu nói này xoay vòng trong cổ họng khi bật ra đã chỉ còn hơi thở yếu ớt. Thậm chí đến cả giọng nói của mình cô cũng không nghe được nữa. Ngay sau đó, cô nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của thương xuyên, rồi cô cứ thế dương mắt nhìn cậu ta vung kiếm hướng về phía mình, sao sao sao. Tưởng Ly ngồi đờ đẫn như khúc gỗ trên chiếc ghế tựa tại hành lang bệnh viện, lớp trang điểm trên toàn bộ khuôn mặt vẫn chưa được tẩy rửa. Cô chỉ cởi ra lớp áo khoác ngoài phức tạp, mặc độc chiếc áo dài bằng lụa trắng, khoác ngoài một chiếc áo vest, mái tóc đã được cột chặt trên đầu cũng không hề rối loạn nửa phần. Đây là bệnh viện gần với đoàn làm phim nhất, một bệnh viện huyện khá nhỏ, người cũng không đông đúc lắm, chỉ thi thoảng có một vài người đi ngang qua cũng tò mò và kỳ lạ nhìn tưởng ly chăm chăm cả người cô như đã hết sức, hồn vía bay đi đâu mất, ánh mắt cũng quá rời rạc, nhưng lớp trang điểm trên khuôn mặt lại quá tỉ mỉ à xinh đẹp, giống như một mỹ nhân bước ra từ một bài thơ cổ, khiến người ta không khỏi muốn dừng lại ngắm nhìn, cũng khiến người vô thức đau lòng. Tưởng Ly cảm thấy hồn vía của mình đã bay đi mất rồi, bay lên trên sân khấu kịch. Cô chỉ còn nhớ khi đó Thương Xuyên vung kiếm về phía cô, Thanh kiếm đó rõ ràng chỉ là một đạo cụ nhưng khi lưỡi kiếm xuyên qua trang phục đâm vào da thịt cô cô lại cảm nhận được nỗi đau giây phút đó ánh mắt tuyệt tình và quyết đoán của thương xuyên rơi vào tầm nhìn của cô cô cảm nhận được thương xuyên thật sự muốn giết chết cô nên đã dùng một thanh kiếm dài có lưỡi dao sau đó hiện trường hỗn loạn đến mức nào cô đã không còn nhớ được nữa cô chỉ nhớ mình đã ngồi bệt xuống sân khấu máu thấm qua lớp trang phục đã chảy bao nhiêu máu cô cũng không biết, chỉ cảm thấy rất đau đớn, trái tim như rách ra dữ dội. Có người hét ầm lên, có người chạy đi khắp nơi tìm mọi người. Còn cô thì ngây người nhìn thương xuyên. Thương xuyên cầm thanh kiếm dài đứng nhìn cô từ trên xuống. Hai tai cô ong ong không dứt mấy lần đều muốn hỏi cậu ta, vì sao chứ? Bà chữ ấy trung quy vẫn không hỏi ra được. Hình như lại có người. Tiến lên giữ lấy thương xuyên. Nhưng thương xuyên xô đẩy đối phương như phát điên rồi gào về phía cô, "Hạ chú." "Lương tâm của cô không thấy cắn rất sao? Cô sẽ gặp báo ứng đấy." Chẳng biết đã qua bao lâu, Lục Đông Thâm tới kịp lái xe một mạch đưa cô tới bệnh viện gần nhất. Vết thương nằm ở vị trí hõm vai, cách tim khoảng 5 đốt ngón tay. Khi y tá xử lý vết thương cho cô, Lục Đông Thâm đứng ngay bên cạnh. Cô loáng thoáng nghe cô y tá nói một câu, "Anh à, phiền anh ra ngoài đợi một lát." Sau đó Lục Đông Thâm lạnh lùng trả lời, "Tôi là người nhà của cô ấy, cô khẩn trương băng bó đi." Cô y tá nói với cô, "Cũng may chỉ là vết thương ngoài da, không sâu lắm, mấy ngày này đừng động vào nước là được." Rất lâu sau Tưởng Ly mới có phản ứng. Cô ừm một tiếng, "Bấy giờ mới biết Lục Đông Thâm vẫn chưa đi ra ngoài." Anh nhìn cô, sắc mặt rất nặng nề lúc lục đông thâm đi nộp viện phí tưởng ly ngồi im không nhúc nhích trên hành lang bên tai chỉ còn lại câu nói của thương xuyên người tài xế vẫn luôn ở bên cạnh cô thấy dáng vẻ ấy của cô anh ta khá lo lắng bèn nhỏ giọng hỏi han cô hạ cô không sao chứ có phải vết thương rất đau không tưởng ly ngước mắt lên chỉ cảm thấy mí mắt rất nặng cô nhìn người tài xế một lúc lâu sao anh ấy lại đến đây người tài xế cung kính trả lời khi chúng ta vừa tới hoài nhu tôi đã gọi điện báo bình an cho tổng giám đốc lục chắc là không bao lâu sau đó anh ấy đã trên đường đến hoài nhu tưởng ly không nói gì nữa nói một câu nhiều chuyện biết cô hạ bị thương tổng giám đốc lục sốt sắng hơn lúc nào hết ở trong lòng anh ấy vị trí của cô hạ rất quan trọng tưởng ly mệt mỏi gật đầu cô biết chứ có tiếng bước chân gấp gáp phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi đối phương gần như lao đi suốt dọc đường giẫm nát tất cả những quầng sáng trắng dưới mặt đất hạ hả bà vai tưởng ly cứng đờ khi cô ngước mắt lên nhiều tôn đã rảo bước tới trước mặt cô thấy lớp băng trắng bị máu nhuộm đỏ trên hõm vai cô anh ta đau lòng ngồi sụp xuống anh ta nhìn khuôn mặt trắng nhợt của cô khẽ hỏi sao rồi vết thương có sâu lắm không tưởng ly thẫn thờ một lúc lâu sao anh lại tới đây anh thích lo chuyện bao đồng được chưa trong ánh mắt nhiều tôn chỉ còn lại sự sốt ruột và tức giận anh ta nghiến răng để xem anh có giết chết tên nhãi thương xuyên đó không anh ta nghe nói hôm nay thương xuyên lại trở về đoàn phim bèn tới hoài nhu xem tình hình ra sao không ngờ vừa bước chân vào đoàn phim thì đã nghe nói chuyện này lúc đó anh ta chỉ hận không thể một cước đá chết thương xuyên so với sự kích động của nhiêu tôn tưởng ly trông khá bình thản lát sau cô nói anh đi đi tôi không sao đợi lần sau cậu ta đâm xuyên tim em thì mới gọi là có sao hả nhiêu tôn bực bội để anh xem vết thương ra sao dứt lời anh ta giơ tay định chạm vào thường xuyên nói tôi nhất định sẽ gặp báo ứng tưởng ly bất thình lình lên tiếng cánh tay nhiêu tôn chợt khựng lại giữa không trung anh ta thu tay về nhíu mày gì cơ hơi thở của tưởng ly trở nên gấp gáp nhưng lần này nó kéo vết thương khiến cô đau đớn cô đành từ từ thở chậm và khẽ hơn có lẽ cậu ấy đã biết chuyện của tả thời không thể nào tưởng ly cúi đầu xuống cảm giác bất lực như rết bỏ lên lưng trườn đi khắp xương sống rồi len lỏi vào huyết mạch nhiều tôn hạ thấp giọng nói phía thương xuyên cứ để anh giải quyết anh định giải quyết kiểu gì tưởng ly giật mình nhìn anh ta chằm chằm ánh mắt cảnh giác ấy khiến nhiều tôn tổn thương anh ta nhíu mày hạ chú em nghĩ anh là loại người gì chẳng qua anh chỉ định tới hỏi xem rốt cuộc cậu ta có chuyện gì em nghĩ sao nghĩ anh giết người diệt khẩu à tưởng ly nhấn mạnh từng câu từng chữ còn chuyện gì tôn thiếu không làm được đây nhiều tôn tức giận đứng bật dậy nhìn cô không chớp mắt chỉ hận không thể nuốt sống cô tưởng ly cũng không chịu yếu thế nhìn lại anh ta không nhường nửa bước cuối cùng vẫn là nhiêu tôn bại trận anh ta cúi người xuống nói với cô anh đã giải thích với em vô số lần rồi lúc đó tả thời đã anh ta ngưng lại giận điên người ra sức bặm chặt môi mà thôi em thích tin hay không thì tùy thế nên chuyện của tôi anh bớt lo đi chuyện của thương xuyên cũng không cần anh nhúng tay vào cầm của Nhiêu Tôn căng chặt có thể nhận ra tâm trạng hiện tại của anh ta tệ đến mức nào. Anh ta vẫn cố nhẫn nhịn không bùng mát, đang định lên tiếng thì nghe thấy giọng một người hờ hững vang lên ở gần đó, tôn thiếu có nhã hứng quá. Là lục đông thâm đã đi nộp tiền xong trở về. Ánh đèn trên đỉnh đầu kéo dài cái bóng của anh, cũng tôn lên biểu cảm bình thản không chút sao động trong đôi mắt anh. Nhiêu tôn nghe xong, đứng thẳng người dậy, ngoài miệng tuy mỉm cười nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo, chuyện nhã hứng này mỗi người một khác. Đổi lại là người con gái khác, tôi đúng là không rảnh có nhã hứng. Lục đông thâm tiến lên, bàn tay có vẻ như rất tùy ý đặt lên bả vai không bị thương của tưởng ly rồi nhìn nhiêu tôn, cũng đúng, dù sao thì bây giờ bia miệng của hoa lực liên tục xuống dốc tôn thiếu muốn dọn dẹp đống đổ nát này chắc cũng phải mất một khoảng thời gian đúng là không có nhiều thời gian dành tổng giám đốc lục lặng lẽ nhắm vào khu đất phủ thân vương đúng là khiến tôi phải nhìn bằng ánh mắt khác ai nói nhà đầu tư nước ngoài không hợp phong thủy ở đây tôi thấy tổng giám đốc lục hiểu rất rõ nhân tình thế thái nơi này đấy chứ lục đông thâm mỉm cười quá khen không dám quá khen Tôi đây đang phải dốc hết sức lực đấu với Tổng Giám Đốc Lục một ván đấy. Chúng ta còn ngày rộng tháng dài, thứ đã rơi vào tay Tổng Giám Đốc Lục tôi đều thích cướp. Nói tới đây, nhiều tôn tiến lên gần hơn một bước, hơi áp mắt lại gần như thì thầm vào tay, bao gồm cả người con gái của Tổng Giám Đốc Lục. Lục đông thâm không giận dữ cũng không phận nổ, ngày rộng tháng dài, sao sao sao. Trở về nhà, lục đông thâm không rời đi ngay. Anh gọi mấy cuộc điện thoại, cả quá trình đều kiềm chế hoàn toàn cảm xúc của mình. Tưởng Ly ngồi con người trên sofa, vạt áo lụa dài lưỡng thững buông xuống. Đèn trong phòng không được bật hết, chỉ bật một ngọn đèn dưới sàn. Ánh đèn miêu tả đôi mày hơi nhướng lên của cô. Nó nhuộm nét cô đơn tịch mịch lại có thêm một vẻ đẹp u buồn. Giải quyết xong mấy cuộc điện thoại. Lục Đông Thâm trở về phòng khách, anh ngồi xuống ghế sofa đối diện, mượn ánh đèn nhìn cô, phía Thương Xuyên tỏ ý cậu ta chỉ vì quá áp lực nên đã lỡ tay. Tưởng Ly Thu gọn hai chân lại, khẽ gật đầu, như vậy là tốt nhất, em cũng không muốn vì chuyện này mà dừng quay bộ phim ảnh hưởng không tốt. Nhưng anh sẽ suy nghĩ lại việc để Skyline hợp tác với cậu ta. Chấm ngoặc kép, Lục Đông Thâm nói. Tưởng Ly lắc đầu, anh muốn để người ngoài mắng em là hồng nhan họa thủy sao? Cô lạc lõng, tất cả mọi việc Thương Xuyên làm đều vì Tả Thời, chỉ có điều. Cô thật sự không ngờ Thương Xuyên lại quyết tâm như vậy, đây cũng là nguyên nhân cô ngơ ngẩn suốt từ lúc đến bệnh viện tới giờ. Lục Đông thâm im lặng nhìn cô. Tưởng Ly ngước mắt lên, Thương Xuyên nghĩ rằng em hại chết Tả Thời. Sự thực thì sao? tưởng ly cố gắng đè nén cảm giác tương tức nơi lồng ngực sự thực là tả thời đã mất tích lục đông thâm đổ người về phía trước chống tay lên đùi từ trước tới nay mọi chuyện liên quan đến tả thời em không nói anh cũng tuyệt đối không hỏi nhưng hôm nay em đã nhắc đến thì anh sẽ hỏi một vấn đề cô nhìn anh anh hỏi dành mạch từng câu từng chữ tả thời còn có thể quay về không bờ môi đỏ được tô vẽ tỉ mỉ của tưởng ly khẽ run lên cô lắc đầu không anh ấy không bao giờ quay về được nữa trong xã hội văn minh càng cao con người biết khoác lên mình những bộ trang phục đạo mạo đàng hoàng nhưng dưới lớp trang phục ấy là gì thì chẳng ai biết cả cô ngồi dưới ánh đèn giống như một bức tranh đẹp thì đẹp thật nhưng lại có một nỗi bi thương từ từ chảy xuống khuôn mặt của cô ánh mắt của cô đều đắm chím trong dòng thác bi thương ấy không thể kìm hãm được mất tích rồi lại không thể quay về được Câu trả lời như vậy khiến Lục Đông Thâm trầm mặc rất lâu, sau đó anh nói một câu, được rồi. Sau đó lại là một khoảng lặng dài. Sự trầm mặc này kéo căng hai con người, giống như ngầm giấu kín một lưỡi dao sắc nhọn, khiến người ta ngạt thở. Tưởng Ly bất lực dựa lưng vào sofa, lát sau mới lên tiếng, chuyện của thương xuyên, vẫn không nên truy cứu nữa. Chuyện này đã xảy ra một lần thì sẽ có lần thứ hai. Chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm thực tế là không có bất kỳ ai có thể chứng minh lúc đó cậu ta muốn giết em mà sự thật là cậu ta cũng không định giết em nếu không thì thanh kiếm của cậu ta sẽ đâm thẳng vào tim em bởi vì đứng mặt đối mặt với cậu ta thế nên chỉ có cô nhìn thấy rõ sự căm phẫn và kiềm chế nếu đứng ở dưới sân khấu nhìn thấy cảnh này thì sẽ giống như tả thời đang diễn thì lỡ tay thất thần Bây giờ cậu ta đã không nhắc đến chuyện hủy hợp đồng mà Skyline còn tiếp tục sinh chuyện thì danh tiếng của Skyline sẽ chịu ảnh hưởng. Thường xuyên đề xuất hủy hợp đồng, nguyên nhân lại mập mờ không rõ, lần này cậu ta đã mang lại ảnh hưởng tiêu cực cho danh tiếng của Skyline rồi. Tưởng Ly đâm chiêu suy nghĩ, tối nay sau một hồi rằng co, em cũng đã đại khái đoán ra nguyên nhân cậu ta muốn hủy hợp đồng, chắc là đã nghe ai đó kể một vài chuyện về tả thời. Thật ra sự oán trách của cậu ta chỉ nhắm vào em mà thôi." Cô ngước mắt lên, tại em liên lụy Skyline rồi. Ngốc nghếch, Lục Đông Thâm cất giọng dịu dàng, trong lòng thương xuyên có oán trách hay không anh không quan tâm. "Nếu như cậu ta đã nghe nói một số chuyện, vậy thì cậu ta nghe ai nói, đây mới là điều anh chú trọng." Tưởng Ly giật mình, sau khi nghe anh nói như vậy, cô mới cảm thấy sự phức tạp đằng sau chuyện này nhưng nếu tất cả mọi chuyện chỉ là hành động sằng bẩy của thương xuyên có lẽ cậu ta chỉ có lòng do thám nói được nửa chừng tưởng ly lại lắc đầu tự lẩm bẩm không đúng lần này cậu ta tuyệt đối không phải chỉ do thám cô ngước mắt lên nhìn lục đông thâm em dám khẳng định đằng sau chuyện này nhất định có kẻ thao túng đã xảy ra chuyện gì mà em khẳng định như vậy lục đông thâm hỏi hành vi tối nay của thương xuyên hoặc là tự phát hoặc là bị người ta mê hoặc, bây giờ cô khẳng định là vì lý do thứ hai, như vậy trước đó nhất định phải xảy ra chuyện gì?" Lần này Tưởng Ly không giấu giếm, cô nói, "Phủ thân Vương." Nét mặt Lục Đông Thâm hơi sững lại. Thường Xuyên đã quay được bóng một người hát kịch trên sân khấu ở Phủ thân Vương, bất luận là vóc dáng hay tướng đi lại đều cực kỳ giống Tả Thời. "Cậu ta nói với em là Tả Thời đã quay về rồi." biểu cảm của tưởng ly có phần nặng nề, gần đây em nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, đến tận hôm nay em mới hiểu. Trước đó thương xuyên là người đóng giả tả thời, chính cậu ta đang giả ma giả quỷ, mục đích chính là muốn xem phản ứng của em. Nhưng hôm nay cậu ta lại thay đổi phương pháp giả ma giả quỷ, thẳng thừng trở mặt với em. Có thể nhận ra cậu ta đã phán em tội tử hình. Mới chỉ có vài ngày ngắn ngủi thôi mà nếu không vì đằng sau có kẻ khác suối bảy cho dù thương xuyên nghi ngờ cũng sẽ không quả quyết đanh thép đến vậy lúc đó đoạn băng trong di động của thương xuyên đã khiến cô mất đi kiểm soát chính bởi vì cánh tay của hạng vũ hơi dơ cao lên khi vung kích đây là tư thế tả thời thường xuyên sử dụng cô nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được người trong đoạn băng rốt cuộc là ai cho tới hôm nay khi thương xuyên bước lên sân khấu cô mới bàng hoàng tỉnh ngộ chính cô đã bước vào một con ngõ cụt. Vì thường xuyên chỉ từng hát vai đào nên cô chưa từng nghĩ cậu ta cũng có thể đóng vai hạng vũ. Vào giây phút thương xuyên vung kiếm, cánh tay cậu ta cũng hơi nhấc cao. Chỉ một động tác như vậy thôi đã khiến tưởng ly cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân và kết quả trước sau của toàn bộ câu chuyện. Cô tin rằng thương xuyên cố tình làm vậy để cô biết cậu ta chính là người đóng giả tả thời, ngụy tạo đoạn băng. Sự điên rồ và bất chấp tất cả ấy thực tế là vì cậu ta đã phán cô là hung thủ hại chết tà thời. Lục Đông thâm như có điều băn khoăn, ánh mắt anh hơi trầm xuống giống như hoàng hôn buông xuống bầu trời. Lát sau, anh sờ bao thuốc lá, rút một điếu ra nhưng cứ vân vê qua lại giữa ngón cái và ngón trỏ. Điếu thuốc được làm riêng biệt đó gần như đã bị anh vê đến nát rồi mới ngậm lên miệng. Chiếc bật lửa lóe sáng, anh hơi nghiêng mặt để châm điếu thuốc. Đây coi như là lần đầu tiên Tưởng Ly đọc hiểu được sự trầm mặc của anh một cách triệt để như thế. Đúng như những gì anh vừa nói ban nãy, ai là người đứng sau thao túng thương xuyên mới là chuyện quan trọng. Dự án phủ thân vương tiến hành tới thời điểm này, tuy rằng trường thịnh và hoa lực vẫn tuyên truyền với bên ngoài là mình thắng chắc, nhưng những người tinh mắt đều nhìn rõ cục diện hiện tại. Hoa lực thì không cần nói nhiều, họ đã là phía phải âm thầm chịu đau trong cuộc chiến danh dự lần này chính vào lúc nhiêu tôn thừa nhận mình lật thuyền trong ống cống tại bệnh viện trước kia cô vẫn không biết trường thịnh vì sao không giành lấy thời cơ nhưng màn đuổi ma lúc ban ngày đã cho cô một câu trả lời chính quyền địa phương đang cần một doanh nghiệp có tư tưởng nghiêm chỉnh để vực dậy khu đất phủ thân vương kết quả công ty tranh thầu lại là người hét to có ma trước hết đây đích thực là đại kỷ thế nên trong cuộc chiến này Skyline giành được vị trí đầu. Thường xuyên và Hoàn gia Media đang có sự hợp tác đơn vị đầu tư cho Hoàn gia lại là Skyline. Thường xuyên đồng thời lại là người đại diện thương hiệu hoàn toàn mới của thương hiệu hát mỗi một khâu đều không tránh khỏi có can dự với Skyline. Một khi xảy ra sai sót vào thời điểm này thì sẽ tạo nên một sự ảnh hưởng vô cùng tội tệ. Tới lúc đó, Skyline sẽ bị cắt đứt quyền khai thác khu đất phủ thân vương một khi thất bại trong việc thương thảo dự án của chính phủ thì việc kinh doanh của skyline tại trung quốc sẽ bị ảnh hưởng tiếp theo đó tạo nên sự thất bại của skyline trước mặt tổng bộ lục môn tưởng ly càng nghĩ càng lạnh người người ta nói thứ có thể khiến người ta trọng thương thường không phải là giao sắc kiếm dài mà là dư luận Giả sử như những gì cô suy đoán là hoàn toàn chính xác, vậy thì người này đã nắm chắc được quân bài mấu chốt, chỉ cần đẩy nhẹ một cái sẽ tạo ra hiệu ứng domino chí mạng. Thế nên, những điều cô nghĩ đến được thì sao Lục Đông Thâm không nghĩ đến chứ? Khói thuốc làm mờ đi nét mặt của Lục Đông Thâm, vốn dĩ là mùi thuốc lá thanh nhã, nhưng qua sự im lặng của anh dần dần lại nảy sinh vài phần kỳ dị yêu mị. Tưởng Ly ngẫm nghĩ rồi nói, nếu đúng là như vậy, hành vi của thương xuyên tối này càng không thể công khai tùy tiện. Anh lại đang nghĩ đến một chuyện khác. Lục Đông Thâm lên tiếng, nếu đối phương cố tình kích động làm thương xuyên giận dữ rồi đòi hủy hợp đồng với hoàn gia thì mục đích của đối phương đã đạt được rồi, hà tất phải thêm một hành động tối nay. Phải biết rằng, việc làm của thương xuyên tối nay đã hoàn toàn đẩy cậu ta vào thế bị động. Chỉ ít thì cậu ta không thể đường hoàng đòi hủy hợp đồng với hoàn gia nữa. Nhưng em cảm thấy thường xuyên bị áp lực bởi một khoản tiền bồi thường khổng lồ nên mới thay đổi chủ ý. Lục Đông thâm gạt tàn thuốc lắc đầu, đâu phải cậu ta không biết ông chủ của Skyline là ai. Tối nay cậu ta phát điên như vậy, cho dù có đạt được mục đích hủy hợp đồng với hoàn gia thì cũng làm tổn hại tới thanh danh của bản thân. Có thể nào cậu ta cảm. Thấy không thể hủy hợp đồng được nên dứt khoát từ bỏ suy nghĩ giả ma giả quỷ, thẳng thừng trở mặt với em không? Tưởng Ly đưa ra một lý do. Lục Đông thâm nhả ra một làn khói, nhìn cô, đổi lại là em, liệu em có làm vậy không? Tưởng Ly ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi lắc đầu, làm vậy đích thực lợi bất cập hại. Nhưng em nghĩ không ra nguyên nhân nào khác, muốn biết chân tướng từ miệng thương xuyên lại càng khó hơn. Lý do này đích thực hoang đường thường xuyên là người đã trưởng thành có thiếu lý trí đến đâu cũng không đến mức hy sinh cả tiền đồ của mình để sống chết một phen với cô chứ có những lúc khi đi tới cục diện tiến thoái lưỡng nan cách thức trực tiếp nhất là theo đà mà tiến tuy rằng hơi mạo hiểm một chút nhưng vẫn có thể moi ra một chút sự thật lục đông thâm nói một câu đầy ẩn ý rồi lại bổ sung thêm chuyện này anh sẽ điều tra tưởng ly gật đầu chồng cô có vẻ mỏi mệt cô đứng lên khỏi ghế lúc ngang qua lục đông thâm anh đưa tay giữ chặt cổ tay cô lại em làm gì vậy tẩy trang rửa mặt lục đông thâm không buông tay anh dập điếu thuốc mới hút được một nửa vào gạt tàn rồi đổi tay kéo cô ngồi lên đùi mình anh vòng tay qua eo cô để anh rửa giúp em vậy không được tưởng ly từ chối dứt khoát lục đông thâm khẽ nhướng mày có vẻ không hiểu anh có biết vì sao các diễn viên hí kịch lúc trang điểm và tẩy trang ngoài những người cùng ngành diễn ra thì đều né tránh người ngoài không? Tưởng Ly cảm thấy nhìn anh từ góc độ này, từng đường nét lại càng tuấn tú bội phần, nhất là sống mũi cao thẳng tắp còn đẹp hơn cả mũi giả. Thì thoảng cô lại thầm cảm thán trong lòng, trên đời sao lại có một người đàn ông đẹp trai đến thế chứ? Anh tình nguyện lắng nghe. Tưởng Ly giơ tay ra chạm lên mũi anh và nói, diễn viên kinh kịch sau khi được bôi lớp phấn nền, cả khuôn mặt sẽ trắng toát trông rất kinh người. Mặt có đẹp cách mấy cũng giống như ma vậy, ngay cả đôi lông mày cũng trắng nhợt. Mà đến khi tẩy trang lại càng thảm không kể xiết, những người ngoài ngành nhìn qua kiểu gì cũng có bóng ma tâm lý. Em không muốn anh bị ám ảnh, anh đâu có yếu đuối đến vậy lục đông thâm cười xấu hay đẹp chẳng qua cũng chỉ là một lớp da người làm sao khủng khiếp bằng nhân tính câu này nói thật là thẳng thắn lục đông thâm giơ tay cọ cọ lên sống lưng cô trong xã hội văn minh càng cao con người biết khoác lên mình những bộ trang phục đạo mạo đàng hoàng nhưng dưới lớp trang phục ấy là gì thì chẳng ai biết cả anh nói vậy làm em nhớ tới thai quốc cường đấy tưởng ly mệt mỏi dựa vào người anh chẳng phải sáng nay lúc nói chuyện điện thoại em đã bảo với anh là em phát hiện được một vài chuyện của thai quốc cường sao chính là chuyện giữa ông ta và vợ mình lục đông thâm nghe xong bèn hỏi chuyện của nhà người ta em còn quan tâm à vợ ông ta từ lúc ở phủ thân vương trở về cứ đổ bệnh liên miên thai quốc cường thì luôn cho rằng em có khả năng trừ ma diệt quỷ em cũng tới đó xem sao không giống như giả vờ đâu ánh mắt rời rạc vừa nhìn là biết bà ta cũng đã chịu một sự đà kích khủng khiếp Đương nhiên, điều em muốn nói là quan hệ giữa thai quốc cường và bà ta cơ. Tưởng Ly ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lục Đông Thâm và nói, từ trước đến nay, người ngoài đều nghĩ rằng tình cảm giữa thai quốc cường và phu nhân rất tốt đẹp. Hai người họ khi xuất hiện ở những nơi công cộng cũng cực kỳ ân ái. Nhưng thực tế là, quan hệ giữa họ chẳng ra sao cả. Chuyện này mà em cũng ngửi ra được. Lục Đông Thâm có phần kinh ngạc là em quan sát ra được tưởng ly nói phòng của bà thai tuy rộng nhưng từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài chỉ có đồ đạc của một mình bà ấy hai người họ ngủ riêng đó trong nơi ở không có dép lê của nam giới sử dụng thường xuyên điều này khiến em thấy rất kỳ lạ lẽ nào thai quốc cường về nhà mà vẫn đi giày ở ngoài mệt chết đi được chứng tỏ thật ra ông ta rất hiếm khi về nhà cộng thêm việc trước kia chẳng phải em đã cho thai quốc cường một miếng hương cổ sao mùi hương của nó duy trì rất lâu cho dù không còn cháy nữa mùi hương cũng sẽ vấn vít trong không khí mấy tháng liền em không ngửi thấy mùi hương đó ở nhà ông ta điều này càng chứng tỏ thường ngày ông ta không hay đến đó ở lục đông thâm nhíu mày chuyện này cũng khiến anh khá bất ngờ đấy thai quốc cường và phu nhân tình cảm tốt đẹp là chuyện được tất cả mọi người công nhận nhưng chuyện này cũng chẳng có gì kỳ lạ. Trên đời này có bao nhiêu chính khách nổi tiếng hay doanh nhân thành đạt giả vờ hạnh phúc chứ? Chẳng qua là muốn giữ hình tượng tốt thôi. Tưởng ly thở dài, nhưng chạm phải vết thương, cô lại nhíu mày, vợ của thai quốc cường cũng coi như xui xẻo. Em đang nghĩ có phải lúc đó bà ta hoa mắt nhìn nhầm không, hay thật sự có kẻ giả ma giả quỷ? Ví dụ như, thật ra hôm đó người ta bà ta nhìn thấy là thương xuyên tương đương hết chương 166 tương đương. Hạ chú à hạ chú, em đúng là yêu tinh đấy. Trong ánh mắt lục đông thâm chỉ toàn là một màu đen hỗn độn không rõ ràng, giống như một hỗ đen lửng lơ nơi tận cùng vũ trụ lặng lẽ tồn tại và âm thầm nuốt trọn mọi thứ. Anh yên lặng nghe hết những lời tưởng ly nói rồi lên tiếng, bất luận là thương xuyên hay là một ai khác có thể nghĩ tới chuyện giả ma giả quỷ thì chứng tỏ họ đã cùng đường bí lối rồi. Việc này ngược lại không đáng sợ. Tưởng Ly tỉ mỉ ngẫm lại lời anh nói, bỗng nhiên cảm thấy đúng là như thế thật. "Nói về em đi." Lục Đông thâm chuyển đề tài. Tưởng Ly nhìn anh, không hiểu. "Vết thương của em còn đau không?" Tưởng Ly thở dài, "Không đau, cũng đâu phải một vết thương sâu lắm, trước kia em còn từng chịu những vết thương nghiêm trọng hơn thế này nữa." em chỉ cảm thấy thương cảm nghĩ bụng thời gian thật sự rất tàn nhẫn cứ thế chia tách tình cảm thành muôn ngàn mảnh nhỏ anh không biết đâu ban nãy ở trên sân khấu khi nhìn thấy ánh mắt của thương xuyên em đã nghĩ nếu giết người không phạm pháp thì cậu ta nhất định sẽ giết chết em lục đông thâm cười khẽ không nói nữa tưởng ly đau lòng một là không muốn nghĩ quá nhiều tới chuyện của thương xuyên hai là sợ lục đông thâm sẽ thật sự tìm thương xuyên tính sổ cô định đứng dậy nhưng lục đông thâm thu chặt cánh tay lại đừng vội tẩy trang để anh ngắm một chút anh quan sát kỹ khuôn mặt đã được tô vẽ tỉ mỉ của cô chân mày hơi nhướng lên toát ra một vẻ xinh đẹp gương mặt như bông hoa đào đôi mắt như đựng cả xuân tình bờ môi hồng như cánh anh đào lấp ló một người con gái đẹp như tranh vẽ tưởng ly bị anh nhìn đến nỗi không tự nhiên cô muốn quay mặt đi Lục đông thâm liên dơ tay vân về khuôn cầm nhọn của cô, nếu sống ở thời xưa, chỉ riêng gương mặt này thôi đã đủ trở thành trụ cột sân khấu rồi. Hát kịch dựa vào bản lĩnh thật sự, sao có thể chỉ dựa vào một gương mặt để qua ngày chứ? Đào kép hát kịch cho đàn ông xem. Em nghĩ đàn ông nghe kịch chắc. Lục đông thâm buông tay, từng khớp ngón tay khẽ cong lại cọ cọ qua đôi mày của cô, đám đàn ông say mê đôi mắt của đào kép, đôi môi của đào kép ngón tay anh kéo thẳng một đường từ trên xuống dưới cuối cùng đặt lên eo cô cơ thể của đào kép tưởng ly cảm thấy ngón tay anh giống như châm một mồi lửa bắn lên quần áo của cô thiêu đốt ra thịt cô một chuyện nhã nhặn như vậy sao vào mắt anh lại trở nên đổi vị cơ chứ lục đông thâm mỉm cười anh chưa từng biết là em cũng hát được hí kịch hồi trẻ em từng học lục đông thâm nhướng mày hồi trẻ bây giờ em cũng chỉ là một cô nhóc vắt mũi chưa sạch ý em nói là hồi trẻ hơn nữa ấy. Tưởng ly mím môi, lục đông thâm thu cánh tay lại khi nào hát cho anh nghe. Anh thích nghe hí khúc, nếu là em hát anh nghĩ anh sẽ rất thích. Lục đông thâm kéo cô lại gần, ngữ khí trầm trầm. một cô gái đẹp như tranh dễ khiến đàn ông si mê nhất đồng thời cũng khiến đàn ông cảm thấy nguy hiểm. Hơi thở của hai người đan cài vào nhau. Tưởng Ly cảm thấy hụt hơi, em đâu có hại anh không liên quan đến ám hại tính mạng nhưng cũng chí mạng. Lục đông thâm giơ tay phủ lên gáy cô, ngón cây gõ nhẹ nhẹ như có như không, một người có thể khiến anh say mê thì cũng có thể khiến người đàn ông khác say mê. Cùng là đàn ông, anh dĩ nhiên có thể hiểu được bên trong ánh mắt nhiều tôn nhìn em có thứ gì. Là dục vọng, là dục vọng thẳng thắn nhất của đàn ông đối với phụ nữ. Đây là thứ tình cảm bùng nổ từ trong cốt tủy, là tình cảm nguyên thủy nhất của loài người anh có, nhiều tôn cũng có, tưởng ly đờ người, nhưng Lục Đông Thâm lại cười, anh đặt ngón tay cái lên môi cô, hồng nhan họa thủy. Anh kéo đầu cô xuống, đôi môi gần như dính vào cô, anh chưa bao giờ có suy nghĩ này với bất kỳ cô gái nào. Chỉ muốn giấu người đó ở nhà, dành cho một mình anh hưởng thụ. Thế nên hạ chú à, hạ chú, em đúng là yêu tinh đấy tình cảm nam nữ vốn dĩ là chuyện thuận theo tự nhiên xưa nay anh luôn cho là như vậy chuyện tình cảm cũng không thể cưỡng cầu hai người có thể đến với nhau hay không phải xem duyên phận xem tạo hóa anh không hà khắc với tình cảm cũng không cưỡng ép duyên phận thế nên bao năm nay anh vẫn sống rất tịnh tâm thuận nước thuận thuyền anh cảm thấy mình có đủ sự tôn trọng với phái nữ không dùng tiền bạc để dụ dỗ cũng không cưỡng đoạt của ai chuyện gì cũng là đôi bên tình nguyện không nhùng nhằng dây dưa không níu kéo củ cưa đô thị hiện đại thời gian gấp rút và áp lực công việc khổng lồ khiến chuyện tình nam nữ mang tính chất như những bữa ăn nhanh nghiêm túc nói chuyện yêu đương là điều anh chưa từng nghĩ tới dành thời gian và tâm sức vào một con người chiều chuộng cô ấy bao dung cô ấy hóa ra anh vẫn cảm thấy ngọt ngào Cảm giác yêu đương đối với anh mà nói vừa xa lạ vừa tuyệt vời, giống như một viên kẹo ngày nào cũng ngậm vào miệng, cho dù chỉ là nhớ tới cô, anh cũng không nhịn được cười. Nhưng chính vào hôm nay, tâm tư của anh đã thay đổi. Trên thương trường, ai ai ở sau lưng cũng coi anh như lang sói. Đó là sự theo đuổi và chiếm hữu bẩm sinh đối với chiến thắng đã ngấm vào cốt tủy, chảy tràn trong máu thịt của anh đây chính là người nhà họ lục sự ôn hòa nhã nhặn chẳng qua chỉ là bề ngoài cưỡng đoạt và bất chấp thủ đoạn mới là sự khắc họa chân thực nhất anh muốn để lại sự dịu dàng cho cô trở thành một người tình đủ dịu dàng và chu đáo nhưng bây giờ anh lại không kiểm soát được cảm giác muốn chinh phục và muốn cưỡng đoạt bản chất của mình càng ở bên cạnh cô lâu hơn anh càng muốn kiểm soát cô bị người ta nhìn chòng chọc như hổ đói, anh thả bóp chết cô trong lòng mình cũng không nhường cho người khác. Thật ra tối nay tưởng ly đã cảm nhận được sự đè nén cảm xúc của anh. Tuy rằng anh vẫn cười nói, nhưng ánh mắt vẫn luôn nặng nề. Cảm giác này khiến cô không thoải mái, nhất là lời anh nói, giống như đè một tảng đá nặng lên lòng cô. Nếu cô đã chủ động nhắc tới nhiều tôn, thì cô có né tránh cũng chẳng còn ích gì cô bèn nói việc anh ta xuất hiện trong bệnh viện em cũng rất bất ngờ anh cũng thấy đấy em không chủ động liên lạc với anh ta chấm hoặc kép phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm lỗi không phải đóa hoa mà là con ong luôn tâm tâm niệm niệm bông hoa ấy ngón tay lục đông thâm hướng tới cổ áo cô loại áo dài trắng này vốn chỉ là áo mặc lót trong cổ áo chỉ cần kéo nhẹ một chút đã hơi lỏng ra trên hõm vai là vết thương đã được băng bó xuống dưới nữa là làn da trắng loa mắt thật ra đối với nhiêu tôn em thật sự không có gì phải giải thích hôm nay đơn thuần chỉ là trùng hợp vậy trước hôm nay thì sao sóng mắt tưởng ly khựng lại lục đông thâm ngẩng lên nhìn cô em có gặp mặt cậu ta không trong đôi mắt anh như thấm một nụ cười lại giống như ẩn giấu một sự nguy hiểm cô bất chợt nhớ tới con sói vương trên núi kỳ thần thâm trầm vô cùng khiến người ta không lạnh mà run chấm cô chưa từng nghĩ sẽ lừa gạt anh nhưng lần này cô lựa chọn không nói thật không có bàn tay lục đông thâm áp sát ngực cô theo độ cong ngón tay cái chạm nhẹ lên vết đỏ nhức mắt đó dấu vết mới có vẻ như che đi dấu vết cũ một cách hoàn hảo nhưng bóng hình của dấu vết cũ vẫn lưu giữ lại một cách vừa phải giống như một sự khiêu khích đối phương dành cho anh anh cười không gạt anh tưởng ly kìm nén nhịp thở nhìn vào mắt anh không có cô vừa dứt lời liền cảm thấy lục đông thâm gia tăng thêm sức mạnh nơi đầu ngón tay ấn lên trái tim cô đau chết người tưởng chừng chỉ muốn ấn nát trái tim cô cô cố nhịn đau mím chặt môi cô biết câu nói này giống như tự lừa mình lừa người dấu vết trên ngực cô sao không phải là bằng chứng cho việc cô nói dối nhưng cô hiểu rõ một khi mình sống chết không thừa nhận thì đàn ông sao lại không chấp nhận tự lừa mình lừa người lát sau cuối cùng lục đông thâm cũng buông tay cô cũng thầm thở phào một hơi lồng ngực đau đến nóng rát anh tẩy trang cho em ngữ khí của lục đông thâm lại khôi phục vẻ dịu dàng ban đầu anh kéo cô ngồi quỳ xuống sofa. Cô gật đầu, đang định kéo kín cổ áo lại thì lục đông thâm lại nói, đừng động đậy, cứ để thế đợi anh. Dứt lời, anh đứng lên, đi vào nhà vệ sinh lấy nước. Tưởng ly áo quần sộc sạch cực kỳ thảm hại. Cô cúi đầu, trên ngực lại có thêm một dấu tay. Cô cảm thấy ngạt thở, ngón tay của lục đông thâm như ấn thẳng lên trái tim cô. Anh không nói một câu tức giận, càng không nổi nóng với cô, nhưng càng dịu dàng như vậy lại càng khiến cô không sao thở nổi, đồng thời không thể phản kháng. Giống như một chiếc túi chụp lên đầu cô, dần dần rút hết không khí, kín như bưng cho tới khi cô chết. Tương đương hết chương 167 tương đương. Chính tôi đã bị anh họ anh ngang nhiên biến thành tiểu hoàng tử của hộp đêm đấy. Đã quá ba tuần rượu, buổi tiệc được chuyển từ bàn rượu qua hộp đêm màn đêm xé toạc mọi đạo mạo đứng đắn địa điểm tửu sắc sinh hương cũng là nơi ngợp trong vàng son xa hoa đồi trụy thiều hoa môn là một trong những hộp đêm xếp hàng đầu ở thành phố tô châu một vùng đất đã thấm nhuần lịch sử văn hóa hàng ngàn năm nên đến cái tên của hộp đêm cũng tao nhã đến thế trong phòng kín vài vị khách đã say lướt khướt trái ôm một cô phải ôm một cô các cô gái tiếp rượu mỗi người một vẻ quần áo sộc sạch hoặc đang dựa hoặc đang ngả vào người đàn ông có người đứng riêng rót rượu nhìn thấy cốc của ai đã cạn thì quỳ xuống trước rót đầy ly rượu cô ấy cũng là một cô gái xinh xắn nhưng không lên sân khấu cũng không tiếp rượu sau khi rót đầy cô ấy cũng qua một bên chờ đợi trong lòng dương viễn ôm một cô gái sóng mắt như nước hồ thu làn da trắng trẻo chiếc váy quây đen không thể che giấu hết được những gì đang dục dịch ùa ra nơi vòm ngực. Sau khi đút rượu cho Dương Viễn uống cạn, cô ấy nép vào lòng anh như nước, nũng nịu nói, lồng ngực của ông chủ rắn chắc quá. Dương Viễn cả người phóng đãng nở nụ cười xấu xa, anh còn bộ phận khác rắn chắc hơn đấy, muốn thử không? Cô gái nghe xong hiểu rõ, nhưng không ngượng ngùng mà ngược lại càng dịu dàng như nước, anh đáng ghét sau khi cốc rượu được rót đầy cô gái ấy lại đưa ly rượu lên môi dương viễn rồi nói được phục vụ ông chủ là vinh hạnh của em cô gái liếc mắt lên nhìn các chị em khác của mình họ bị mấy người đàn ông bụng bia đầy mỡ vân vê trong lòng như đang nhào mì vậy là cô gái lại tự thấy mình may mắn vì ở trước mắt đây có thể nói là ngọc thụ lâm phong lại có một vóc dáng đẹp những cô gái làm nghề như họ nhìn người nhìn vóc dáng một người đàn ông như thế nào khi lên giường liệu có ổn không họ nhìn người nào chuẩn người nấy vị mà cô ấy đang phục vụ không cần nhìn cũng biết tính cách phong lưu bẩm sinh là loại con gái thích nhất nhưng không thể động lòng được nếu động lòng sẽ bị tổn thương còn về người kia cô gái dùng ánh mắt liếc liếc, dáng người thẳng tắp mượt mà cơ thể cũng khỏe mạnh rắn giỏi, dĩ nhiên cũng sẽ khiến con gái si mê, nhưng tâm tư thì khó đoán, khiến người ta hoang mang sợ hãi. Dương Viễn thấy cô gái trong lòng mình liếc ngang cũng ngó lên nhìn Lục Khởi Bạch đang ngồi ngay gần đó. Anh ta không gọi cô gái nào tiếp rượu, chỉ cắm cúi uống hết rượu trong cốc của mình. Uống xong, cô gái rót rượu lại lập tức rót đầy cả căn phòng này e rằng ngoài lục khởi bạch nghiêm túc uống rượu ra thì ai cũng lấy rượu làm niềm vui thế nên rượu của người khác cứ từ từ mới rót cô gái rót rượu bèn thẳng thường đứng sang bên cạnh lục khởi bạch để phục vụ riêng lâu dần lục khởi bạch thấy cô gái trước mặt mình cứ phải quỳ dưới đất như thế cũng không đành lòng bèn ném cho cô ấy một chiếc đệm đặt dưới đầu gối dương viễn cười rồi đẩy cô gái trong lòng ra đi ra mời rượu cậu chủ lục Cô gái ấy bỏ qua như một con rắn. Cô ấy đang định áp sát lục khởi bạch thì anh ta nhíu mày, giơ tay lên, ngăn cản sự dính dớp, ngả nghiêng của cô gái. Cô ấy quay đầu nhìn Dương Viễn, sắc mặt có phần ngượng ngập hơn nhiều. Dương Viễn vẫn ngậm cười từ đầu tới cuối, dùng ánh mắt ra hiệu về phía ly rượu. Cô gái bèn giơ tay lên, đưa ly rượu tới bên môi lục khởi bạch lục khởi bạch hơi quay mặt đi tiện thể đón lấy ly rượu không cần cô ấy mớm cứ thế tự mình nốc cạn cô gái thấy vậy nũng nịu ngắt một quả nho xuống cậu chủ lục thế thì người ta đút hoa quả cho anh vậy nói rồi cơ thể như không xương ấy lại chuẩn bị áp sát lục khởi bạch dùng ly rượu vững vàng chặn cô ấy lại ngăn cản ý định để cô ấy dựa vào lòng mình hờ hững lên tiếng hết rượu uống rồi đi mở rượu Cô gái đứng dậy đi mở rượu với vẻ không mấy tình nguyện. Dương Viễn xem trò vui cũng đã xem xong, bèn cầm cốc rượu ngồi xích qua cười nói, "Sao hả? Mấy cô gái ở đây không cô nào lọt vào mắt xanh của cậu chủ Lục à? Người vừa bị anh đuổi đi là Hoa Khôi ở đây đấy." Lục Khởi Bạch cầm một quả nho trên đĩa lên, tiện thể liếc nhìn sang sofa đối diện mấy vị khách kia đang chơi rất hăng không những các cô gái áo quần sộc sạch mà chính họ cũng bắt đầu cởi cúc áo kéo khóa quần còn có một tay họ hứa tai to mặt lớn hắn đổ cả một cốc rượu đầy vào khe ngực của cô gái cả khuôn mặt vùi vào lòng cô gái mà liếm láp anh ta thu ánh mắt lại chậm rãi tước vỏ nho bẩn dương viễn cười sảng khoái tôi nói này nhà họ lục các anh có phải đều mắc bệnh sạch sẽ không phải mà cũng không phải Lục Khởi Bạch ăn nho, đang định rút khăn giấy thì cô gái quỷ dưới đất đã tinh mắt đưa khăn giấy cho anh ta. "Chấm, anh ta đón lấy, thản nhiên nói, ít nhất thì tôi vẫn đến được mấy chỗ này. Nếu đổi lại là ông anh họ của tôi, e là nửa bước cũng không tiến vào." Dương Viễn nghĩ kể cũng phải, ở Trung Quốc tiếp khách tới tối khuya, không đến vũ trường thì cũng đi hộp đêm. Nhưng phàm gặp phải tình huống này, Lục Đông Thâm đều chuồn rất lẻ, gọi anh đi thay. Nếu không phải là bạn học nhiều năm, biết được Lục Đông Thâm mắc bệnh sạch sẽ, anh sẽ nghĩ rằng cậu ta không quen. Với kiểu làm ăn ở Trung Quốc, câu nói này đúng là không sai. Chính tôi đã bị anh họ anh ngang nhiên biến thành tiểu hoàng tử của hộp đêm đấy. Dương Viễn cố tình tỏ ra ấm ức rồi ngẫm nghĩ nói tiếp à, không đúng. Hồi ở Thương Lang, Lục Đông Thâm cũng đã từng vào hộp đêm rồi mà lúc đó cậu ta đã dùng 999 bông sen vàng làm dung chuyển cả cơ ngơi của đàm diệu minh. Kể ra ông anh họ anh cũng chẳng tốt với anh em gì cả chỗ của đàm diệu minh đâu phải ai muốn vào cũng được. Có một cơ hội mở mang tầm mắt như vậy mà lại chẳng nhớ đến tôi. Rượu mới đã được mở ra, cô hoa khôi kia cũng không muốn tự kiếm thêm nhục nhã, lại tiếp tục nép vào một bên dương viễn. Ly rượu được rót đầy. Lục khởi bạch không uống ngay mà cầm lên tay đùa nghịch. Anh ta trầm ngâm dây lát rồi cười khẽ, không khó giải thích, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà ý anh là tưởng ly, à không, cô nhóc hạ chú kia là ải mỹ nhân. Dương viễn cười hờ hờ hai tiếng, dường như vẫn còn nhớ lần bị cô nhóc đó chặn trong nhà vệ sinh đến không dám đi tiểu, trên đời này e rằng chỉ có ông anh họ của anh mới có thể hàng phục cô ấy thôi. Lục Khởi Bạch nhấp rượu, "Hạ chú đích thực là một cô gái không đơn giản." Dương Viễn nghe ra ý khác sau câu nói ấy, ý của anh là cô ấy đúng là Hạ chú thật. Anh họ tôi chưa bao giờ đánh trận nào không chắc chắn. Nếu anh ấy đã lấy danh nghĩa của Hạ chú để vớt cô ấy từ thương lang về thì chỉ có thể chứng tỏ cô ấy chính là Hạ chú năm xưa, một bậc thầy về mùi hương hiếm có. Dương Viễn nói bóng gió, tôi cũng ít nhiều nghe nói về một vài chuyện của hạ chú, hình như có rất nhiều thị phi dị nghị. Chẳng qua vụ án bí ẩn vẫn còn lần quẩn xung quanh cô ấy. Thêm nữa là cô ấy hay qua lại trong giới thương nhân, thủ đoạn quan hệ cũng không tồi, trong đó đồn đại nhiều nhất chính là cô ấy từng được một đại gia bao nuôi. Lục khởi bạch đặt ly rượu xuống, khóe môi mỉm cười, cũng thú vị lắm, nghe nói người giàu có này còn là người của lục môn dương viễn rất lâu sau mới hả một tiếng những chuyện khác thì tôi không rõ nữa lục khởi bạch nâng ly lên uống cạn cô gái bên cạnh lại rót đầy rượu nét mặt dương viễn nặng nề một lúc lâu sau anh đón lấy ly rượu cô hoa khôi đưa tới rồi mới nhìn lục khởi bạch hỏi với vẻ trầm tư dự án giang nam xuân coi như cũng đã ổn định tiếp theo thì sao anh định ở lại trung quốc đích thân quản lý hay giao cho tổng giám đốc anh không nhắc đến chuyện của hạ chú nữa, dù sao cũng chỉ là những tin đồn bóng gió, tuy rằng câu nói của Lục Khởi Bạch khiến anh mơ hồ cảm thấy bất an. chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm Lục Khởi Bạch nói, vẫn nên đích, thân quản lý là hơn. Dự án Giang Nam Xuân dẫu sao cũng do một tay tôi gây dựng, là tâm huyết của tôi, bỏ không đành lòng. Bảng thành tích của anh đã đẹp lắm rồi trước mặt mấy vị cổ đông ở lục môn anh còn được yêu quý hơn tên lục đông thâm kia dương viễn bình thản nói lục khởi bạch mỉm cười tôi không đáng nhắc đến còn phải học hỏi anh họ rất nhiều mấy vị cổ đông của lục môn đều là những người chứng kiến anh họ khôn lớn trưởng thành yêu cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi anh ấy là người thừa kế chiếc ghế chủ tịch của lục môn trọng trách trên vai dĩ nhiên sẽ nặng hơn một chút Dương Viễn đang định lên tiếng thì nghe thấy một loạt những tiếng quát tháo vang lên từ sofa đối diện, mày tưởng mày là cái thá gì? Xị mặt ra với ông mày phải không? Có tin hôm nay ông khiến mày không bước ra khỏi cánh cửa này được không? Tương đương hết chương 168 tương đương. Diện mạo vẫn không đẹp lắm nhưng mùi vị cũng không tệ đâu. Chính là vị khách họ hứa ban nãy đã đổ rượu lên người các cô gái phục vụ nhìn từ góc này kiểu tóc địa trung hải của ông ta trông vô cùng hỗn loạn ưỡn bụng ra mặt đầy nộ khí cô gái đang phục vụ ông ta ôm chặt lấy nửa thân dưới quỳ xuống đất không ngừng van xin các vị khách hàng khác chỉ coi như nhìn thấy một trò đùa khiển trách cô gái kia không hiểu chuyện đã xảy ra chuyện gì tất cả vừa nhìn đã hiểu ngay vị khách họ hứa sau khi hứng thú lên liền bắt đầu dở đủ trò để hành hạ cô gái Đầu tiên là đổ rượu lên người cô ấy, gọi vui là hút mùi hương phụ nữ, sau đó lại nhét đá vào trong người cô ấy, nói với mọi người rằng đây gọi là ngọc khiết băng thanh. Cô gái bị hành hạ tới mức chịu không nổi bèn nổi đóa với ông ta. Chấm, ông ta sống chết ép cô gái cởi váy ngồi lên chai bia. Vùng bị thương toàn là những phần mềm của con gái. Cô gái không làm, thế là vị khách họ Hứa đã nổi nóng dẫu sao dương viễn cũng là người mời khách không muốn mọi chuyện trở nên ầm ĩ vì vậy đã tiến lên khuyên nhủ vài câu tay họ hứa kéo khóa quần xuống giật lấy tóc của cô gái phục vụ ông mày thật tốt thì ông mày sẽ tha cho đừng tưởng mày ở đây ghê gớm cỡ nào có ghê gớm chẳng phải vẫn cúi đầu trước tiền bạc đấy sao dương viễn lại vỗ về mấy câu rồi quay lại chỗ ngồi uống cạn rượu trong ly Cô gái đó không tình nguyện cho lắm, nhưng vẫn phải vùi đầu vào giữa khe quần của ông ta. Chấm, gã họ Hứa dựa vào sofa, thoải mái bật ra những tiếng hừ hừ, vậy mới phải chứ. Mày làm nghề gì mày còn không biết sao? Lúc cần thiết vẫn phải cúi đầu trước ông đây. Sắc mặt của Lục Khởi Bạch không tốt cho lắm. Anh ta cầm chặt ly rượu trên tay, ngửa cổ uống cạn, đang định đứng lên thì bị Dương Viễn giơ tay giữ chặt lại, anh làm gì vậy? quá đáng rồi, còn tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện." Dương Viễn rót rượu cho anh ta, có thể xảy ra chuyện nhưng không thể xảy ra chuyện lớn. Mấy cô gái vào đây làm có ai không học được cách nhẫn nhịn. Các vị khách tới đây chơi thật sự không hiểu quy tắc thì cũng sẽ có người ra mặt giải quyết êm thấm. Anh cứ yên tâm uống rượu của mình đi." Lục Khởi Bạch hạ thấp giọng, tỏ vẻ không vui, anh không nghe ra ông ta đang bóng gió chửi vào mặt chúng ta sao? nghe ra rồi vậy thì sao chứ dương viễn bật cười đâu phải anh không biết thời buổi này việc rút được tiền từ hầu bao của người khác ra vốn dĩ đã không dễ dàng ban nãy ở trên bàn rượu anh lại ra điều kiện gắt như thế người ta oán thán giận dữ một chút cũng là chuyện bình thường thôi làm ăn trong nước là như vậy quen rồi sẽ đỡ thôi anh mặc kệ ông ta thích mắng chửi gì thì mắng đằng nào hợp đồng cũng đã được ký rồi Lục khởi bạch cúi đầu uống rượu, không nói gì nữa. Về điểm này anh thật sự vẫn nên học hỏi anh họ của anh một chút. Dương Viễn cười ha ha, khi Lục Đông Thâm vừa tiếp quản việc làm ăn trong nước cũng từng bị người ta chỉ thẳng vào mũi mà mắng, ở ngay trước mặt rất nhiều người, muốn khó nghe bao nhiêu có bấy nhiêu. Hôm nay anh gặp chút chuyện vụn vặt này cũng là khá rồi, chỉ ít gã họ hứa đó không dám chửi thẳng vào mặt anh sắc mặt lục khởi bạch vẫn xa sầm từ đầu tới cuối. Mệt mỏi tới tận khi trời gần sáng, người nào cần đưa về đều đã đưa hết. Dương viễn ngã ngay xuống chiếc giường lớn của khách sạn. Một lúc sau, anh bò dậy với lấy di động ấn một dãy số gọi đi. Sau khi đầu kia bắt máy, anh lên tiếng, lục đông thâm, cậu chưa đi ngủ hay là bị tôi ồn ào đánh thức vậy? Vừa kết thúc buổi họp trực tuyến với phía tổng bộ, có chuyện gì thì nói đi ở đầu kia giọng lục đông thâm nghe có phần mỏi mệt công việc làm mãi cũng chẳng hết nếu đang có người đẹp ở bên thì phải kịp thời hưởng thụ khoái lạc mới đúng dương viễn lẩm bà lẩm bẩm cúp máy ấy đừng 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 dương viễn ngồi bật dậy tôi gọi điện tới là để báo cáo công việc với cậu đấy đầu kia cất giọng trầm thấp dương viễn cậu bị bệnh phải không ba rưỡi sáng mà cậu còn gọi điện tới báo cáo công việc dương viễn uể oải đáp báo cáo công việc cậu có thể không nghe nhưng chuyện liên quan đến hạ chú không lẽ cậu lại không muốn nghe lục đông thâm trầm mặc dây lát nói đi nói về dự án giang nam xuân trước đi hôm nay tôi đã theo dõi sát sao quá trình ký hợp đồng của hai bên tóm lại là ván đã đóng thuyền nói thêm về con người lục khởi bạch đi cũng không biết cậu ta thật sự bộc trực hay đang âm thầm che giấu nữa dương viễn kể lại một lượt những chuyện đã xảy ra trong hộp đêm cho lục đông thâm nghe khi bàn chuyện làm ăn thì chủ động đảm trách nhưng nếu nói cậu ta không hiểu nhân tình thế thái thì tôi cũng không tin ở trong mắt một vài cổ đông lão thành khởi bạch đích thực là người nghe lời nhất dương viễn phì cười nói một cách khác họ muốn nâng đỡ một người dễ kiểm soát lên trang khởi bạch trông bề ngoài có vẻ giống như một con dê hiền hòa không tranh đấu nhưng thực chất lại là một con sói không chịu nổi gông cùm giường viễn nhích người về phía đầu giường tựa hẳn đầu lên thường ngày tôi cũng nghĩ cậu là con trưởng của chủ tịch lục môn lại có được nhiều thành tích như vậy từ khi còn rất trẻ góp thêm không ít thành tựu cho toàn thể lục môn Bất luận xét về mặt lợi ích hay về tình người thì đáng nhẽ cậu phải là nhân tố dự bị được các cổ đông yêu quý nhất chứ, sao mọi chuyện cứ đi ngược lại lòng người nhỉ? Bây giờ cuối cùng tôi cũng hiểu ra, đổi lại tôi làm một cổ đông kỳ cựu tôi cũng sẽ đề phòng cậu. Con người cậu nhìn mọi người, nhìn công việc đều quá chuẩn xác, quá độc thủ đoạn làm việc nói dễ nghe thì là dứt khoát dành mạch, nói khó nghe thì là tàn nhẫn thâm độc. Một khi nâng cậu lên vị trí cao nhất cho dù là một cận thần đắc lực cũng rất khó kiếm được chút hơi từ phía cậu. Bản thân họ ai cũng phân chia các nhánh quyền lực của riêng mình, dĩ nhiên phải bảo vệ lợi ích của mình trước tiên. Anh điều chỉnh lại tư thế ngồi, sau này cậu thật sự nên xem thêm các bộ phim truyền hình, một vị thái tử trước khi đăng cơ mà hào quang trói lòa quá không phải chuyện hay ho gì đâu. Nói năng vớ vẩn cái gì vậy, nói chuyện tiếp theo đi. Dương Viễn bật cười, "Tôi thấy cậu quan tâm nhất chính là chuyện tiếp theo phải không?" "Được, tôi cũng không lãng phí thời gian nữa." "Này, cô nhóc kia đang ngủ bên cạnh cậu đấy à?" "Tôi đang ở công ty." Lục Đông Thâm cất giọng lạnh lẽo. "Không phải chứ?" Dương Viễn lại ngồi dậy ngay lập tức, sống lưng thẳng tắp, "Lục đại thiếu gia à, có phải cậu có khiếm khuyết gì về mặt sinh lý không?" "Lúc trước có Trần Du cậu đã không quan hệ rồi." giờ đã có hạ chú cậu vẫn để người ta chăn đơn gối chiếc cậu nói linh tinh cái gì vậy dương viễn cố nhịn cười được 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 tôi hỏi đại câu đó là sợ cô nhóc kia nghe thấy thôi cô ấy giơ dao lên ngộ nhỡ cắt phén mất linh kiện nào đó trên người tôi thì phải làm sao hả nói thật đi cậu biết được bao nhiêu chuyện về quá khứ của cô ấy dương viễn tốt nhất cậu hãy đi thẳng vào vấn đề chính tôi không có nhiều thời gian dành để cùng cậu quay ngược thời gian tìm lại ký ức đâu dương viễn đã sớm quen với thái độ này của anh được rồi vậy thì tôi nói thẳng nếu tưởng ly chính là hạ chú thì trong quá khứ cô ấy thật sự đã dính líu với không ít người đàn ông đâu nghe nói còn từng được một đại gia bao nuôi mà đại gia đó chính là người của lục môn ở đầu kia lục đông thâm trầm mặc không lên tiếng tôi nói xong rồi là chuyện hóng hớt cũng được mà là sự thật cũng được, tóm lại tự cậu có tính toán đi, sao sao sao. Bắc Kinh đã vào hè. Sau vài ba cơn mưa xuân giả dích lùi dần, cả khoảng trời ngọc lan cũng đã điêu tàn, nước mưa gột sạch từng đám lá xanh mơn mờn. Chẳng mấy chốc những chiếc lá xanh mướt ở khắp các phố lớn ngõ nhỏ đều đã bị. Ánh nắng thiêu đốt thành vàng héo, đại diện cho việc đã bước vào mùa hè ít mưa. Công thức dành riêng cho Lục Đông Thâm sử dụng đã thành phẩm. Tưởng Ly sợ mượn tay người khác lại xảy ra sự cố gì nên đã đích thân làm mọi việc. Cô thay đổi tất cả các mùi hương trong phòng làm việc và phòng nghỉ của Lục Đông Thâm, từ các sản phẩm vệ sinh cá nhân hàng ngày tới các sản phẩm dưỡng thể đều được đổi hết sang công thức mới, như vậy cô mới yên tâm. Lục Đông Thâm không ở công ty, khoảng thời gian này rất hiếm khi được nhìn thấy anh. Trước đó, tưởng ly thật ra đã quen với việc anh ngống thần long thấy đầu không thấy đuôi bận rộn nhiều việc rất bình thường nghe cô thư ký ở phòng thư ký nói rằng mấy hôm nay lục đông thâm đang đi công tác cô gọi điện thoại cho cảnh ninh cảnh ninh bắt máy hạ giọng xuống rất thấp báo với cô rằng tổng giám đốc lục đang họp cô ấy cũng tỏ ý kỳ lạ hỏi cô vì sao không gọi thẳng cho lục đông thâm tưởng ly ngẫm nghĩ rồi nói vẫn không nên làm phiền anh ấy cô nhớ dặn anh ấy ăn đủ ba bữa một ngày là được rồi tuy rằng mấy ngày này lục đông thâm vẫn gọi điện thoại cho cô nhưng tưởng ly có cảm giác dấu vết trên ngực đã vô tình trở thành một lớp vách ngăn cách đôi bên tối đó anh ở lại đến rất khuya mới đi anh ngồi ngay ở đầu giường nhìn cô ngủ im lặng tới mức khiến người ta thắt lòng ban đầu cô không sao ngủ được cảm thấy lòng dạ nặng nề về sau, anh cứ vỗ nhẹ nhẹ lên đầu cô từng cái từng cái, lòng bàn tay to lớn ấm áp khiến cô bỗng có cơn buồn ngủ. Chỉ có điều, trong lúc mơ mơ màng màng, hình như cô đã nghe thấy một tiếng thở dài của lục đông thâm. Anh hôn cô, rất khẽ khàng, sợ quấy dày giấc mơ của cô. Sáng hôm sau tỉnh dậy, lục đông thâm đã không còn ở đó nữa. Trên bàn ăn có đầy đủ bữa sáng. Dưới cốc sữa đặt một mảnh giấy nhớ do anh để lại, nét chữ rắn giỏi mạnh mẽ, diện mạo vẫn không đẹp lắm nhưng mùi vị cũng không tệ đâu. Cô ăn một lát bánh mì nướng, rất ngon. Nướng vừa đủ mềm, lại có mùi sữa thơm phức mà cô thích. Hốc mắt cô chợt đỏ ửng lên, trong miệng hay trong trái tim đều chỉ toàn là nỗi nhớ dành cho lục đông thâm. Tương đương hết chương 169 tương đương.